đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, thì nhắn tin không gọi điện nữa để tránh việc trùng đơn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ xem cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái keo đa năng nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là keo đa năng xanh, tại vì bên shop có cả cái loại keo vàng nữa cho nên là lên đúng tên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì bên shop bán cái giá nó sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, và sẽ bán cho các bác là từ 20.000 một típ, và các bác mua 3 típ thì sẽ là 50.000 nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 20k trên một típ nhá. Và 50k sẽ là bằng 3 típ luôn, 3 típ. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu đặc biệt cho các bác luôn, siêu đặc biệt cho các bác nhá. Đấy. Dán được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấy. Đừng sử dụng đinh thép nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh thép nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào đấy thì các bác lên cho em là keo đa năng nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Dòng cái dây điện này. Giá chỉ có cho các bác là 20.000 một típ và mua 3 típ là 50.000. Mã tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái trên cánh cửa ấy. Đó là cái khay úp cốc nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi, chỉ có 70.000 cho mỗi khay úp cốc như này thôi. Cái này thì nó sẽ là bằng inox và mạ vàng nhá, mạ vàng 18 carat. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, và con này thì các bác chỉ cần lắp vào như này cho em là xong này. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Thì mình sẽ có một cái khay úp cốc cực kỳ là hoàn hảo luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khay mà rất là tiện dụng nha. Các bác úp cái cốc vào đây cho em. Và khi nó có nước còn thừa thì nó sẽ rơi trong cái khay này. Và cần rửa thì các bác lại tháo ra để mình đổ đi rửa ráy rất là tiện. Khi lắp vào thì các bác chỉ cần đẩy vào như này cho em. Hai chân vào trước và một chân đẩy vào này là xong. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Thì lên mã giúp cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc này. Khay úp cốc. Giá thì rất hợp lý luôn. Giá siêu rẻ luôn, chỉ có 70k nhá. 70.000 cho một con khay úp cốc như này thôi. Con này thì quá đẹp, quá tiện dụng, các bác nên mua sử dụng và rất hợp lý cho bác luôn. Hàng đẹp, chất lượng dày dẫn chắc chắn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất đẹp cho bác luôn nhá. Đấy, có cả khay để hứng nước như này, rất tiện dụng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xoay nhá. Đấy, đèn xoay. Thì con này nó sẽ là một con đèn và nó liền đuôi như này con này, liền đuôi như này cho nên các rất tiện thì các bác sử dụng. Đấy, một con đèn liền đuôi như này, rất tiện dụng nhá. Đấy, liền đuôi cắm như này, các bác chỉ về chỉ việc cắm điện trực tiếp điện 220 cho em. Đấy là nó đã bắt đầu xoay rồi. Đấy thì con này nó sẽ là rất là đẹp các bác này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ rất là nhiều các cái chế độ này các bác này. Đó, đây. Các bác thấy không? Đấy. Rất đẹp này. Đấy các bác thấy không? Đây. Thì cho gần vào thì cái tia nó sẽ như này và kéo ra thì cái tia nó sẽ giãn ra như này các bác này. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đó. Các bác có thể chiếu lên trần này hoặc là chiếu xuống dưới này, chiếu trực tiếp lên trần nhà hoặc là chiếu từ trên trần nhà xuống cũng đều được hết. Đấy, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái đèn xoay như này thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Giá sẽ là 60k. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Cắm trực tiếp điện 220V. Đấy, rất tiện dụng. Các bác có thể về mình sử dụng để mình trang trí decor phòng ngủ, phòng khách, nhà hàng, khách sạn, rồi các cái không gian cần trang trí như là Noel rồi Trung thu các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn xoay nhá. Đèn xoay. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái hút nước rửa bát nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng có cái đầu hút như này, các bác bóp như này. Và cái đầu vòi này thì các bác kết nối với cái lọ nước rửa bát là xong. Đó, và bóp này cho em là nó sẽ ra. Đấy. Và giá thì sẽ là 70.000 cho một cái hộp mà một cái bộ dây hút nước rửa bát như này nhá. Lên cho em là hút rửa bát, giá của nó sẽ là 70k nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát. Đấy, hút rửa bát giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái bộ hút rửa bát như này, 70.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này. Rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa. Tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới. Vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò hơn chưa? Bình thường các bạn lấy nước rửa bát
như thế này, để tôi chỉ cho cách chế ngoài lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Đấy, rất tiện dụng luôn các bác, cứ mua cái can 5 lít về mình dùng dần cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì nó sẽ là dòng tất 10 đôi như này các bác nhá, dòng tất 10 đôi như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Minh ơi. Nó sẽ có màu đen và màu ghi nhá. Minh ơi. Có màu đen và màu ghi. À, màu đen và màu trắng thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Minh ơi. Có màu đen màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, lấy trong cái hộp tất 5. Đấy thì ở đây nó sẽ là 10 đôi nhá, 10 đôi. Đấy 10 đôi như này. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy, 90.000. Cái này nó là màu ghi rồi. Các bác lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10 nhá, tất vỉ 10. Giá sẽ là 90k. Đấy, tất vỉ 10 này. Tất vỉ 10, giá sẽ là 90k cho một vỉ 10 đôi nhá. 90k cho một vỉ 10 đôi tất như này nhá. 90.000 cho vỉ 10 đôi. Hàng của nó sẽ là hàng co giãn 4 chiều nhá, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt, chống hôi chân, chống nấm mốc nhá. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng của thương hiệu Nike đây, Nike. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Nike này, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ 10 đôi thì các bác dùng đến bao giờ mới hết được các bác nhá. Đấy, một vỉ như này là 10 đôi. Đấy, lên lên mã giúp em là tất vỉ 10. Tất vỉ 10, giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ 10 đôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Ngoài ra thì các bác lên cho em cái tất hộp 5 nhá. Hộp này thì chỉ có 5 đôi thôi. Bên em về thì nó cũng có hai màu, cái này thì lại là màu đen màu ghi, còn cái kia thì là màu đen và màu trắng nhá. Thì các bác lên mã đúng cho em. Đó, đây, màu đen và màu ghi. Đấy, tất vỉ, còn cái này là tất hộp này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi nhá, 5 đôi. Bên em bán theo hộp và bán theo vỉ, không bán lẻ nhá. Co giãn 4 chiều. Cái dòng tất hộp này thì nó sẽ cao hơn một chút, thì nó vào khoảng là 10 sen nhá, 10 sen. Đấy, còn cái kia thì nó vào khoảng là 7 sen. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt, đều là hàng của Nike hết. Và có dòng là 5 đôi và dòng là 10 đôi. Thì tùy theo các bác muốn lấy dòng nào thì lấy nhá. Đấy, thì cái này các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Tất hộp 5 này, đó. Tất hộp 5 giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi nhá. Có màu đen và màu ghi. Còn cái tất vỉ thì sẽ có màu trắng và màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Qua lên mã giúp cho em là nạo lưỡi này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình nạo lưỡi, vệ sinh lưỡi các thứ rất là tiện luôn. Đây. Đấy, khi dùng thì các bác nạo như này cho em này. Nạo này cho em là ok nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 20 cành cho một con nạo lưỡi như này thôi. Hàng bằng inox sáng bóng, đựng trong cái hộp cực kỳ chất lượng như xịn sò như này. Các bác lên mã giúp cho em là nạo lưỡi nhá. Đấy, lên cho em là nạo lưỡi. Giá của nó sẽ là 20k trên một cái nạo lưỡi như này. 20.000 cho một chiếc nạo lưỡi như này. Thì con này cũng rất là tiện dụng để cho các bác mình sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, vệ sinh răng miệng rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là nạo lưỡi, giá của nó sẽ là 20.000 cho một chiếc nạo lưỡi như này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá. Bình thể thao. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng bình giữ nhiệt. Đấy, độ giữ nhiệt của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó nhỏ gọn và rất là tiện dụng. Hàng thì bằng inox 316 này. Đấy, bên shop về thì nó có hôm về màu xanh, có hôm về màu đỏ, có hôm về màu ghi, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Inox 316 là một trong những cái dòng inox chuẩn để các bác sử dụng trong thực phẩm đồ ăn nhá, rất là tiện luôn. Nắp xoáy có gioăng nhá, giữ nhiệt cho các bác luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng inox 316 như này. Và đặc biệt là cái giá của nó rất là tốt nhá, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Lên mã giúp cho em là bình thể thao. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con bình thể thao như này thôi. Đấy, hàng giữ nhiệt cho các bác luôn, dung tích là 1 lít nhá. Lên mã giúp cho em là bình thể thao, giá của nó sẽ là 80k nhá. Bình thể thao này. Bình thể thao, giá của nó sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít, dung tích 1 lít vừa sinh để các bác đựng nước, đồ uống, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, rất tiện dụng cho bác luôn. Và ưu điểm là cái giá rất là tốt, chỉ có 80k cho một con bình như này. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi chữ nhật nhá. Các bác lên cho em là chổi chữ nhật thì đây nó sẽ là một con chổi khá là tiện ích luôn. Đấy, và nó sẽ có 3 khúc như này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 khúc như này và kèm cho các bác là một cái miếng lót luôn, tức là cái bộ này sẽ có 2 miếng lót nhá. Đấy, rất đơn giản, về nhà thì các bác chỉ cần là lắp cái đầu này vào cho em này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu chổi như này. Về nhà các bác lắp ở đây cho em này. Đấy, lắp ở đây cho em. Đấy, lắp ở đây, sau đó thì mình dán nó vào là xong. Đó, rất là tiện ích luôn. Đấy, dán nó vào, sau đó thì các bác đẩy đi để mình vắt, mình sử dụng thôi, nó rất là tiện nhá. Và cái chế độ vắt của nó thì khá là đơn giản nhá.
khá đơn giản, các bác chỉ cần kéo qua như này là nó đã tự vắt được rồi. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng, để khi mình sử dụng mình lau chùi vệ sinh, đấy, rửa ráy rất là tiện nhá. Đây, đấy, các bác đẩy qua đẩy lại này cho em này, đẩy qua như này. Đấy, khi mình dùng thì mình xoáy cái nắp này vào cho em, xoáy cái quai này vào cho em. Đấy, xoáy vào đây nhá. Đấy, xoáy vào đây cho em này. Sau đó thì mình đẩy qua này. Đấy, đẩy qua thì các bác xoáy ra mình sử dụng thôi. Thì các bác lắp cho em cái đầu chổi này vào nhá. Đấy, con này nó sẽ xoay 360 độ được luôn nhá. Xoay 360 độ rất là tiện ích luôn. Đây, các bác lắp cho em cái miếng lót này vào đây này, lắp cái miếng lót này vào đây. Cầm cho anh cái chổi tam giác ở đây. Đấy. Các bác lắp cho em cái miếng lót này vào đây các bác này. Đấy, cái miếng lót này vào đây, lắp vào đây. Sau đó thì các bác dán cái này lại. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai miếng luôn. Khi các bác vắt thì lại ấn xuống như này. Sau đó thì các bác kéo này để vắt này. Đấy, kéo như này để vắt nhá. Đấy. Khi vắt rửa thì các bác kéo này cho em rất là tiện nhá, rất tiện luôn. Đó, kéo để vắt như này. Còn khi mình lau thì mình thả hết xuống để mình lau. Thả hết xuống mình xoay ra mình lau nhá. Đấy, xoay ra mình lau, rất là tiện luôn. Còn khi cho vào thì mình lại đẩy vào như này. Rất tiện các bác này. Đấy, rất tiện dụng luôn. Và cái này của nó thì nó sẽ là ba khúc như này, về nhà các bác lắp vào cho em nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m2m3 nhá. 1m2m3. Khá là dài luôn, và con này thì thực sự ra là cũng rất là tiện ích. Đấy, nó sẽ tự vắt luôn thì các bác không cần phải dùng tay nữa. Dùng tay thì thực ra nó rất là bất tiện. Đấy, mà các bác dùng những cái chổi truyền thống thì nó rất là bất tiện. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích để mình lau chùi vệ sinh nhà cửa. Đấy, sân sướng các thứ rất là ok. Và cái giá thì nó lại khá là hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là chổi chữ nhật nhá. Đấy, nó hình chữ nhật như này, thế nên là bên em lên nó sẽ là chổi chữ nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là chổi chữ nhật này. Có lên cho em là chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái bộ chổi chữ nhật này thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, được tặng kèm thêm một cái miếng lót nữa là 2 miếng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái chổi tam giác nhá. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, cũng có 3 khúc như này, các bác cứ tháo lắp vào cho em là lắp vào là ok là mình sử dụng thôi. Con này thì các bác lên cho em là chổi tam giác, giá sẽ là 100k. Đó, chổi tam giác này. Chổi tam giác giá sẽ là 100k nhá. Con này thì nó chỉ có một miếng lót thôi nhá. Và bên em bán kèm một miếng nữa. Bán kèm một miếng này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái miếng lót như này nhá. 25.000 cho một cái miếng lót như này. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, khi các bác dùng thì rất là tiện nhá. Đấy. Nó sẽ tự vắt luôn, và các bác có thể lau trên trần này, của nó là xoay 360 độ luôn. Lau trần nhà rồi vệ sinh các cái khu vực như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi trần nhà rồi nền nhà, nói chung là lau được hết nhá. Rất tiện ích các bác này. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Một cái chổi như này giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, tự vắt luôn nhá. Đấy, kéo này nó sẽ vắt khô luôn này. Đấy, vắt khô luôn, rất là tiện. Đấy, lau trần nhà, lau nền nhà, xoay 360 độ, ngóc ngách được hết nhá. Đấy, rất hợp lý các bạn. Dài, rất hợp lý cho các bác luôn, và rất là tiện dụng. Đấy, các bác mà đứng lên trên như này lau là rất là nguy hiểm, nhưng mà đây con này nó lau rất là tiện luôn. Xoay 360 độ nhá, vắt kiệt luôn. Đấy, giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái chảo nhật nhá. Lên theo là chảo nhật này. Con này thì đường kính là 28 cm, giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy, đường kính là 28 cm này các bác này, chảo nhật nhá. Đó, đường kính 28 cm, giá 150.000. Con này thì cái quai của nó sẽ bằng gỗ để cách nhiệt các bác nhá, quai cách nhiệt cho các bác luôn. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, tem mác các thứ đàng hoàng. Và đây thì cái quai của nó là về nhà các bác xoáy cái nắp này vào đây cho em này. Đấy, xoáy cái này vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích nhá. Ô, cái này không có cái quai ấy nhỉ. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, một cái con chảo như này, các bác lên cho em là chảo nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một con chảo như này giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Mặt của nó thì nó sẽ là đánh nhám nhá, đánh nhám chống dính như này. Đấy, đánh nhám theo kiểu vân tổ ong nhá. Vân tổ ong như này và chống dính cực kỳ là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái quai gỗ như này rồi, cái quai gỗ như này nhá. Về nhà thì đầu tiên là các bác chỉ cần đẩy vào như này thôi, đẩy vào như này, sau đó thì mình xoáy vào cái gen này cho em là ok nhá. Đấy, các bác lắp vào đây. Đấy, các bác lắp đúng chiều vào cho em. Lắp đúng chiều vào như này cho nó vào nhá. Đấy. Lắp đúng chiều cho nó vào, sau đó thì bác đẩy sâu nó vào, đẩy sâu nó vào, sau đó thì nó sẽ có ốc này, có cái con ốc này rồi. Đấy, con vít này, các bác bắt cái vít này vào cho em là xong. Đó, bắt vào là mình sử dụng thôi. Đó, bắt vào. Đấy, nó bắt bạn ốc vào là xong nhá. Rất là tiện luôn này các bác này. Cực kỳ chắc chắn luôn, nặng khoảng gần 1 cân gì đấy nhá. Rất là nặng, dày lắm các bác. Các bác nghe tiếng kêu của các bác chưa? Rất là dày luôn. Đó, và đánh nhám chống dính nhá. Lưu ý mà khi các bác sử dụng ấy thì về nhà các bác sử dụng thì lưu ý các bác giúp cho em là khi mình sử dụng ấy thì mình cho nhiều dầu vào cho em. Đấy, sau đó thì mình đun
sôi ở nhiệt độ cao, sau đó thì mình đổ cái dầu ấy đi. Coi như nó sẽ là một cái lần đầu tiên để mình tráng chảo thì nó rất là tốt luôn, nó sẽ giữ được cái lớp chống dính này rất là tốt. Và khi từ lần sau đi các bác dán thì nó sẽ đỡ bị ráp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo Nhật nhá, chảo Nhật. Đường kính của nó là 28 cm. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi, 150.000 thôi một em chảo như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là chảo Nhật nhá. Đấy các bác lên cho em là chảo Nhật này. Chảo Nhật giá của nó sẽ là 150k nhá, 150k. Đường kính là 28 cm nhá, 28 cm này các bác nhá. Tiếp theo bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lon chày nhá. Đây, nó sẽ là một cái bộ lon chày của Nhật như này. Đấy. Lon chày của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng rất là tốt nhá. Con này thì cái đường kính của nó sẽ là gần 13 cm nhá, gần 13 cm. Đấy. Con này thì nó sẽ là gần 13 cm các bạn. Đấy. Thì em gọi nó là 13 cũng được, hoặc là gần 13 cm. Đây, su 304 các bạn này, rất dày dẫn chắc chắn. Nắp của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp như này. Đấy, và cái phần giá này tất cả đều bằng inox hết nhá. Phần đít này thì có lót để chống trơn trượt nhá, tất cả bằng inox 304. Con này các bác dùng để giã cua này, rồi nói chung là giã lạc, giã vừng, vừng, tỏi các thứ rất là ok luôn nhá. Rất là ngon các bạn. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Phần lon chày con này, đấy, đều là bằng inox hết, su 304. Đấy, sáng bóng đẹp. Đường kính của nó thì vào khoảng là gần 13 cm, 12,8 gần 13 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là lon chày 13 nhá, lon chày 13. Giá thì sẽ là 180.000. Đó, lên cho em là lon chày này. Lon chày 13 giá sẽ là 180k nhá. Đấy, lon chày 13 cm giá sẽ là 180k, 180.000 các bác nhá. Lon chày 13 cm, 180.000 các bác này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Vâng, chào các bác. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, lưu ý các bác là nhận hàng phải kiểm tra nhé, không kiểm tra là bên em không xử lý đâu. Các bác kiểm tra lỗi lầm gì thì bên em sẽ khắc phục đổi mới cho các bác luôn. Còn các bác không nhận hàng, không kiểm tra thì bên em không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thắt lưng nhá. Dây thắt lưng hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng da bò tự nhiên dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Có cho các bác là hai màu nhá. Một là màu đen và hai là màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi. Đấy, nó sẽ có hai màu như này. Cái mặt thì nó sẽ là mặt ngẫu nhiên nhá, và màu thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hai con này thì đã cái độ dài ngắn nó đã khác nhau rồi, tức là chất liệu là da bò tự nhiên, cho nên là khi mà nhà sản xuất người ta cắt ý, thì nó sẽ có cái dài cái ngắn, nhưng nó chỉ lệch nhau là khoảng 5 cm như này thôi các bác nhá. Và chiều dài của nó là sẽ là từ 1m1 đến 1m3. Đấy, và hàng nó sẽ là hàng của Mỹ nha các bác này, made in USA này, hàng của Mỹ. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên hết này. Con này em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đấy, đốt không bao giờ bị cháy các bác nhá, đốt không bao giờ bị cháy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Hàng thì cực kỳ chất lượng, mặt của nó hàng thì sẽ là hàng đúc liền, và hàng con bi lăn như này thì rất là dễ sử dụng nhá, chắc chắn dễ sử dụng, bền đẹp, mặt đúc liền nhá. Đấy, ổ của nó là ổ đúc liền như này, rất là đẹp này. Đấy, ổ khóa đúc liền, rất đẹp và bền bỉ và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là một cái thắt lưng như này, giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ có màu đen và màu nâu, giá sẽ là 180.000 đúng nhỉ, 180, 190. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 các bạn. Đấy, em xin lỗi các bác là em nhầm nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này, da bò Mỹ, giá của nó sẽ là 190k một chiếc nhá, chỉ có 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò, nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, thì hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA này, rất chất lượng cho các bác luôn. Con này thì da của nó, chất da của nó thì siêu mềm rồi, các bác yên tâm sử dụng. Và thiết kế theo kiểu ví truyền thống, cho nên là sử dụng được rất là nhiều ngăn, rất nhiều ngăn và rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng thì từ 5 đến 10 năm luôn, các bác yên tâm sử dụng. Chất liệu của nó 100% là da bò hết nhá. Đấy, da bò hết, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Từ đường kim mũi chỉ cực kỳ là kỹ nhá. Đấy, 100% là da bò hết, cho nên các bác yên tâm sử dụng.
rất dày dẫn chắc chắn. Tất cả các ngăn đều là ngăn thật hết nhá. Ngăn thật có thể sử dụng để mình đựng các cái loại thẻ này, 1, 2, 3. Đấy, ở đây các bác có thể để được 3 cái thẻ này. Bên này một cái nữa là 4 này. Đó, và rất là nhiều các cái chi tiết nữa, chứng minh thư, rồi giấy tờ. Và một ngăn thường, hai ngăn thường, một ngăn khóa. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ví da bò như này. Các bác lên cho em là ví da bò, giá của nó sẽ là 80k. Đó, ví da bò 80.000 đúng không nhỉ? À 120.000. Xin lỗi các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò này. Đấy, hơi nhầm tí. Ví da bò giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. 120.000 một chiếc nhá. Đấy, 120.000 một chiếc. Bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này thì là 301, thì bên em sẽ tính cho bác là 300 tròn và bao ship luôn. 300 tròn là bao ship. Thắt lưng là 190, ví là 120, tức là 301, nhưng bên em tính tròn cho các bác là 300.000 và bao ship các bác nhá. Đó, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là kia kem đánh răng nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai dòng, một là dòng của Nhật, hai là dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, dòng này nó sẽ là dòng của Nhật này. Thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, đang bán 70.000. Lô này về giá tốt cho các bác luôn. Đấy, hàng made in Japan nhá. Đây, made in Japan này, 170g này. Chữ này là chữ made in Japan này, 170g luôn. Đó, và giá sẽ là 60k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, lên xem là kem đánh răng Nhật, giá của nó sẽ là 60k một lọ, dung tích 170g. Dòng này thì của nó là chuyên chống viêm nếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Đây, viêm nếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá, dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, tinh chất từ gạo của Nhật nhá. Giá sẽ là 60k. Còn ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. Hàng này thì nó không có niêm phong đâu các bác nhá. Nó không có niêm phong đâu. Đấy, nó sẽ như này và không có niêm phong. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Hàng made in Korea của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k. 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này thôi. Đấy, hàng made in Korea này. Đấy. Made in Korea, dung tích của nó là 120g, 120g nhé. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình thể thao các bác nhá. Lên cho em là bình thể thao. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít các bạn. Đấy, màu của nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn, inox 316. Đấy, giữ nhiệt cho các bác cực kỳ là tốt luôn, giữ nhiệt rất là tốt nhá. Inox 316 đây các bác này. Inox 316, su 316, sáng bóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con bình như này thôi. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít cả vỏ. Đó. Dung tích của nó là 1 lít cả vỏ và giá là 80k. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao này. Đấy, bình thể thao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bình thể thao như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cặp kéo tóc hàng của thương hiệu Kai nhá, hàng của thương hiệu Kai. Một cặp này sẽ bao gồm cho các bác là một con cắt và một con tỉa. Giá thì chỉ có 160.000 cho một đôi kéo như này thôi. Hàng của Nhật mà giá cũng rất là Việt Nam. Đây, hàng thương hiệu Kai Japan nhá, Kai Japan qua này. Đó. Con này thì sẽ là một cắt một tỉa, các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em, cho người già, hoặc là mình dùng để mình cắt làm thợ cũng được, rất là ok luôn. Đầu kéo dày, cắt cực kỳ là đầm, kéo sắc bén và êm ái. Giá thì sẽ là 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc Kai như này. Lên mã giúp cho em là cặp kéo Kai, giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc Kai như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160k. Đó, lên cho em là cặp kéo tóc này. Đấy. Cặp kéo tóc. Cặp kéo tóc nhá, một đôi, giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một đôi kéo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Đấy, hàng made in Japan các bác này, hàng made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái đầu đẩy thiếc này, các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây cho em, sau đó thì các bác lắp cho em cái quận thiếc vào đây, lắp cái quận thiếc vào đây và chí vào cái lỗ này. Sau đó các bác bóp thì cái thiếc nó sẽ ra cái đầu này và nó ăn trực tiếp vào cái mỏ hàn này luôn. Đấy, và cái đầu mỏ hàn này thì các bác có thể thay bình thường nhá, tháo ra và thay đầu mỏ bình thường. Thì các bác có thể mua đầu mỏ chỗ khác về mình có thể dùng, mình thay thế vào. Giá thì sẽ là 130.000 cho một cái mỏ hàn thiếc như này. Lên cho em là mỏ hàn thiếc nhá, hàng made in Japan của Nhật này. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 150W, sử dụng điện 220V, ok. Đấy, và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một cái con mỏ hàn thiếc này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 130k nhé. 130k, các bác có thể mua về để mình làm thợ, làm nghề, hoặc là mình sử dụng chế cháo các cái đồ lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok.
mỏ Hàn Thiếc, hàng made in Japan này, nội địa của Nhật. Đấy, mỏ Hàn Thiếc nhá. Mỏ Hàn Thiếc. Mỏ Hàn Xanh, lên đây là mỏ Hàn Xanh. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái mỏ Hàn Xanh này. Rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái massage 3D nhá. Đấy, massage 3D. Các bác lên trên là massage 3D bằng tay. Con này thì nó sử dụng bằng tay nhé, chứ không phải bằng máy đâu. Đây, đấy các bác xem này. Khi em kéo thì cái bắp thịt nó sẽ di chuyển như này. Tức là khi các bác cứ kéo như này thì nó sẽ giúp cho các bác là săn các cái bắp thịt này, rồi cơ bắp này, rồi là cổ, vai, gáy đều được hết nhé. Nó sẽ là dạng con xoay như này và các bác dùng bằng tay chứ không phải bằng máy đâu nhá. Không phải bằng máy đâu. Bên trên là massage 3D bằng tay. Đấy, đây nó sẽ là một con massage. Thương hiệu của nó là 3D massage và sử dụng bằng tay nhá. Đấy. Đây các bác có thể dùng để massage mặt này, cổ này, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân rồi ngực này đều được hết nhá. Đấy. Massage 3D bằng tay nhá. Massage 3D bằng tay. Giá sẽ là massage 3D bằng tay, giá của nó sẽ là 100 giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Lên trên là massage 3D này. Massage 3D bằng tay, giá sẽ là 50k một em nhá. 50.000 cho một em. Đó. Rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Máy cạo râu hàng thương hiệu Zandu như này. Đây nó sẽ là một con máy cạo râu cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có cả phần tăng đơ này. Các bác muốn dùng tăng đơ thì các bác đẩy cái phần tăng đơ này lên cho em để mình những cái râu dài thì mình tăng đơ đi trước, sau đó đến râu ngắn thì mình dùng mình cạo như này. Đó. Và có cho các bác là cái chân sạc đây, các bác cắm trực tiếp sạc điện 220 cho em. Và lưu ý các bác khi cạo thì mình nhấp cho em nhé, nhấp như này, nhấp như này để cho cái râu nó lặn vào trong cái lưỡi này thì nó mới đứt được các bác này. Đó, các bác nghe cái tiếng râu em nó đứt chưa? Đó, các bác thấy không? Đó, nó đứt chần chẹt này các bác này. Đó. Và lưu ý các bác khi thay lưỡi thì muốn thay thì các bác chỉ cần tháo này này thôi. Các bác cầm hai tay hai bên này, các bác giật mạnh cái là nó ra này, giật mạnh cái nó ra. Thì bên em có bán kèm cả cái này là cái lưỡi này. Đây cái này là cái lưỡi này, cái lưỡi thì các bác cũng cứ giật thẳng này là cái lưỡi này nó sẽ ra này. Đấy. Các bác giật thẳng này cho em là cái lưỡi nó sẽ ra. Thì đây là cái này là cái lưỡi này. Còn cái vàng vàng này sẽ là cái màng này. Cái này là cái màng này. Đấy thì bên em sẽ bán là 30.000 cho một cặp cả màng cả lưỡi. Đây cái mà vàng này là cái màng này. Thì nó sẽ kết hợp hai món, cả màng cả lưỡi cho các bác luôn. Đó, cả màng cả lưỡi nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con cạo râu Zandu như này. Đấy. Các bác lên cho em là cạo râu Zandu nhá. Đấy, cạo râu Zandu. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, máy cạo râu Zandu 90.000 nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu này. Máy cạo râu Zandu. Máy cạo râu này. Zandu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Và cả màng cả lưỡi thì sẽ là 30.000 nữa. Đó, lấy cả màng cả lưỡi là 30.000, còn nguyên máy là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một là điều khiển cắm trực tiếp, hai là điều khiển con này thì nó sẽ là điều khiển đấu nối nhá. Con đấu nối này sẽ là 230.000. Đấy, điều khiển đấu nối này 230.000, bỏ ngay cắm trực tiếp này. Đấu nối 230k là con này. Thì về nhà các bác đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dây như này và một con điều khiển, về nhà các bác đấu nối vào cho em. Đấy. Còn con cắm trực tiếp thì đây nó sẽ là con này. Con cắm trực tiếp này thì sẽ là 270.000. Đấy, cắm trực tiếp là 270.000 thì về nhà các bác cắm cho em vào cái nguồn điện, sau đó thì các bác cắm thiết bị cần điều khiển qua. Đấy, nó sẽ có một cái cục như này. Đấy, có một cục như này nhá. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em, điện 220 và có điều khiển như này thì dùng để tắt bật quạt điện này, rồi là máy bơm này, rồi là các cái thiết bị điện khác mình cần đóng ngắt cửa quấn các thứ cũng ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 cho con cắm trực tiếp và 230.000 cho con đấu nối. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái hướng dẫn sử dụng và cái cách người ta đã sử dụng các bác nhá. Đây các bác này, đó. Mình đang sử dụng đây là để bật tắt máy bơm, em bật này. Nhưng có một cái nhược điểm là cái remote này nếu bị rơi xuống nước thì dễ bị hỏng. Giải pháp đây các bác này, một em remote có khả năng chống nước cao. Cách làm này thì được rất là đơn giản, các bác giữ mì hương vật trong khoảng 5 giây. Đèn sẽ nhấp nháy, đó, đã nhấp nháy rồi. Trên kiện chống nước các bác bấm on và off đã được học lệnh. Bây giờ em sẽ cấp tải. Và bật. Và điều khiển cũ cũng điều khiển được luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, có hai. Bây giờ em sẽ cho cái khiển này ngâm trong nước trong khoảng 5 phút. Đấy, rất là ok nhá. Thì có một dòng là một đấu nối và một dòng là cắm trực tiếp thì các bác lấy loại nào thì lấy. Đây dòng này nó sẽ là dòng cắm trực tiếp thôi này. Đấy. Các bác sẽ cắm trực tiếp vào điện cho em. Đấy. Còn tay remote bên trái này nhìn nó to hơn nè, nó mập hơn chút xíu. Cắm trực tiếp vào nước cho em, sau đó thì mình điều khiển này. Chúng ta thích tại vì nó nhỏ gọn ha. Đấy. Nó nhỏ gọn. Đấy, bật lên tắt đi đều ok hết nhá. Chúng ta bấm nút này. À, thông thường này,
Đây là món này chúng ta gỡ ra là thấy pin rồi, thấy một cái này nè. Đây là một pin 220V 100m. Đấy. Với đây là món rất là tiện, chúng ta có thể cắm vào cái điều khiển cho quạt nè, motor nè, để bơm nước tưới cây tưới rẫy vườn hoặc là phun xịt. Đây là một mẫu ổ cắm điều khiển từ xuyên tường. Đấy, các bác này. Bật tắt điều khiển từ xa. Đấy, bật quạt này. Đấy. Đó, cắm quạt bật lên này. Bật tắt đó, này. Tắt đi này, rất là tiện nhá. Bật tắt tại chỗ ngay trên nút nhấn chỗ này. Ok. Rất là ok nha, giá thì chỉ có cho bác 270.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ móng tay nha. Bộ móng tay thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, đầu tiên nó sẽ là bộ ví hồng nhá. Đấy, nó dựng trong một cái ví như này thì bên em gọi nó là ví. Đấy, các bác lên cho em là ví hồng. Thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, nặn mụn này, rồi mài móng tay này, rồi là cắt da chết các thứ đầy đủ cho bác luôn. Combo cho các bác như này. Một cái bộ như này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái bộ như này. Bộ này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là bộ ví hồng, cắt cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy. Cắt móng tay miếc cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Rất là bén các bác này. Đấy, cắt tanh tách luôn các bác nhá. Rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Đấy. Đấy các bác theo, rất là ngon luôn. Và rất là chắc chắn nhá, màu hồng rất là đẹp luôn. Đấy thì các bác lên cho em là ví hồng, giá sẽ là 60.000 cho cái bộ ví hồng như này nhá. 60k. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác một cái bộ nó là ví xanh thì nó sẽ cao cấp hơn, nhiều chi tiết hơn. Con này thì các bác lên cho em là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. 60.000 cho cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác một cái dòng ví xanh này. Con này thì sẽ cao cấp hơn rất là nhiều, nhiều chi tiết hơn. Và giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có bác cho bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái con ví xanh như này. Đấy. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, có nặn mụn này, rồi mài gót chân này, nhiều chi tiết hơn rất là nhiều luôn. Đấy, đây. Combo cho các bác này, rất nhiều chi tiết như này. Và giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có cả mài gót chân này, nặn mụn này, rồi cắt da chết này, rồi tỉa cắt móng này, rồi có 3 4 cái bấm móng, có cả bấm cho trẻ em, bấm khóe, rồi bấm to đầy đủ cho các bác. Lấy dái tai, combo đầy đủ. Có một cái bộ này là về nhà mình sử dụng được cho cả nhà luôn. Rất là tiện. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho chị em phụ nữ, hoặc là mua về sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình, rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho anh em các bác là 100.000 cho một cái ví xanh này thôi. Rất đẹp các bạn. Rất đẹp, rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con ví xanh như này rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các số hotline của bên em. Các bác có thể liên hệ. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác tiếp tục về cái mẫu cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng hàng của Nhật và giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ là một cái mẫu cặp sách như này, và ngăn của nó sẽ là thuộc dạng là cặp ngăn vuông như này nhá. Ngăn vuông như này cho nên nó rất là to luôn. Đấy, khi các bác sử dụng là nó sẽ rất là to, rộng. Và đây nó sẽ có một cái ngăn phụ nhỏ ở bên ngoài này. Đấy. Tiếp theo là một ngăn nhỡ này và một ngăn to bên trong nhá. Đấy, ưu điểm của con này thì nó là thuộc dạng là cặp của Nhật và chống gù lưng cực kỳ là tốt nhá. Đấy, bên Nhật thì người ta đã sản xuất ra cái gì là người ta có thể tính toán hết rồi. Quai sách này, quai sách này, quai đeo này. Đấy, các hệ thống quai đeo của nó đều là hàng có lót đệm hết nhá. Lót đệm hết này, thứ nhất là êm này, thứ hai là giúp cho các em học sinh là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Bao tiền nhỉ? Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách này. Đó. Cặp sách chống gù lưng nhá, chống gù lưng. Chống gù lưng giá của nó sẽ là 130 cành thôi. Các bác có thể mua để làm quà cho các em học sinh, hoặc là mua cho con cái nhà mình rất là ok. Đấy, ông mua cho cháu rất là ok thôi. Một cái con cặp cực kỳ là chất lượng như này, đẹp, dày dẫn chắc chắn nhá. Có hai ngăn bên hông để đựng chai nước này, hoặc là đựng các cái đồ linh tinh này. Đấy, rồi bỏ bút, bỏ viết vào ngăn đằng trước này. Và một ngăn to bên trong, có thể bỏ máy tính bảng các thứ, hoặc là máy tính to thoải mái luôn. Đấy, và một cái con cặp chống gù lưng như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, nói chung là cũng chả đi đâu mà mua được một cái cặp chất lượng như này mà giá hợp lý như này các nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái cặp vớ vẩn thì cũng đã phải tiền một vài trăm rồi, mà đây chỉ có 130.000 cho một cái cặp của Nhật như này, các bác nên mua nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Đấy, lên cho em là tẩu thuốc này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái tẩu thuốc như này các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có 80k trong cái tẩu thuốc như này thôi. Lên mã giúp cho em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80.000 nhá. Đây nó sẽ là một con tẩu như này. Đấy, cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa, còn cái phần
đầu tẩu thuốc này thì nó sẽ là bằng bằng thép nhá, bằng thép để cho nó chịu được nhiệt này. Các bác có thể cho thuốc lá vào đây hoặc cho thuốc lào vào mình hút cũng được. Đấy, cho nước trực tiếp vào đây chị em. Đấy, đây là cái đầu van này. Đấy, các bác hút này. Đó, hoặc các bác có thể dùng để mình trang trí đề co này. Đấy. Cái này của nó thì nó sẽ là nhựa hay là nó sẽ là bằng hợp kim gì đấy các bác nhá. Đấy, cái này hình như nó sẽ là bằng nhựa, còn cái này là bằng hợp kim này. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 trong cái tẩu thuốc như này thôi. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình sử dụng để mình hút thuốc lá hoặc thuốc lào, hoặc là các bác dùng để trang trí, để siêu tầm cũng được. Lên mã giúp cho em là tẩu thuốc, giá của nó sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này nhá. Đấy. Các bác lên giúp cho em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80k. Đó, lên cho em là tẩu thuốc này. Đó, tẩu thuốc. Giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này nhá. 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm gỗ, nó sẽ là bằng gỗ như này. Đấy, hàng này của nó thì hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, nội địa của Nhật. Thì các bác có thể dùng để mình đeo này. Đấy, đeo vào rất là đẹp luôn. Thì nó sẽ là các cái hạt gỗ như này và có một cái đài sen như này các bác nhá. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó, và đây nó sẽ là một cái vòng trầm của Nhật nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp vải cực kỳ đẹp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho bạn bè, gia đình, người thân. Đấy, và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đó. Vòng trầm gỗ. Đấy, vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 80k 50.000 nhá. 50k. Đấy, giá thì chỉ có 50k cho một cái vòng trầm gỗ như này thôi nhá. 50k cho một cái vòng trầm gỗ như này các bác này. Đấy, 50.000 thôi. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt, thì cái này của nó sẽ là 328 đầu. Đây, 328 chi tiết. Nó sẽ có cho các bác đầy đủ luôn. To, nhỏ, lớn, bé, mẹ con, dài, ngắn, dẹt, tròn, đầy đủ cho các bác này. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần là đấu dây điện này hoặc là đấu các cái dây nguồn khác này, sau đó thì mình đẩy nó vào, sau đó thì mình đốt nó đi là nó sẽ sun vào. Nó sẽ bảo vệ rất là tốt luôn và cách điện, cách nhiệt rất là tốt. Lên theo là gen co nhiệt, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Gen co nhiệt, giá chỉ có 50k thôi. 50k cho một cái bộ bao gồm cho các bác là 328 chi tiết nhá, 328 đầu luôn. Rất nhiều các bác. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một giá đỡ và một dây dài khoảng là 1m2 đến 1m5. Lô này thì dây dài 1m2 nhá, dây dài 1m2. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Osaka Japan con này. Đấy, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đầy đủ chi tiết cho các bác luôn. Đầu vòi xịt này, rồi dây này, rồi có cả giá đỡ này, và cơ chế của nó là tự ngắt nhá. Các bác bóp này thì xịt này và nó sẽ tự ngắt. Và con này cũng giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên mã giúp em là vòi dây vòi xịt vệ sinh. Đấy, dây vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 100.000. Dây vòi xịt vệ sinh này. Dây vòi xịt vệ sinh. Vệ sinh nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Các bác lắp trực tiếp vào các cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Đấy, nó có đầu đây rồi. Các bác về các bác lắp vào cho em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá. Lên mã cho em là kẹo chuột. Thì một gói này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một gói như này. Đấy, và dung tích của nó thì nó sẽ là 80g nhá. 80g cho một gói như này. Thì con này các bác cứ giải ra cái khu vực nào mà nhiều chuột đi lại rồi ăn cắn phá nhá. Thì con này không những là nó diệt một con mà nó diệt cả đàn luôn. Đấy. Thì ưu điểm của con này là nó sẽ dẫn dụ các cái con khác đến. Chỉ cần một con ăn thôi là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Lên cho em là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột. Giá của nó sẽ là 30k. Hàng này thì 100% là hàng của Thái Lan nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Bán thì thị phần của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn đây các bạn này. Đấy, bán số 1 của Thái Lan luôn. Con này thì bán siêu chạy luôn các bạn nhá, siêu chạy luôn. Đấy, và thị phần của nó, con này công thức đặc quyền luôn. Bán siêu chạy luôn mà giá rất hợp lý, chỉ có 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Lên mã giúp cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Đấy, thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Toyota. Hãng Toyota thì nó sản xuất để nó tặng cho nhân viên nhé, tặng cho nhân viên với lại tặng cho các cái những người mà mua ô tô của nó nhé, mua ô tô của nó là nó sẽ tặng. Đấy, thì hàng của thương hiệu Toyota đây. Con này thì bơm của nó lên được là 6 cân nhé, lên được là 6 cân. Thì các bác dùng để bơm ô tô con các thứ, các cái dòng ô tô đều là ok hết nhé.
Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cho các bác là công tắc như này các này. Đấy, công tắc đây. Và các bác chỉ cần bật nguồn lên xong, đầu dây đầu giếc của nó thì sẽ ở đằng sau như này. Nó sẽ có cho các bác là một cái dây kết nối này và một cái đầu dây tẩu đây. Đầu dây tẩu để các bác kết nối với các cái tẩu ô tô nhá. Con này thì chỉ chuyên bơm cho ô tô thôi, còn các bác không bơm được các cái dòng khác đâu. Tại vì ô tô nó mới có tẩu, mà có tẩu thì mới cắm được mới bơm được, chứ còn về nhà các bác không không bơm được bình thường cắm điện được đâu, mà phải bơm qua tẩu ô tô cơ. Đấy, cho nên các bác lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Bơm tẩu ô tô và chỉ dùng cho ô tô thôi. Chỉ dùng cho ô tô thôi, tại vì ô tô nào nó cũng có cái đầu tẩu này rồi. Thì về nhà các bác cắm vào cho em là xong là ok. Đấy, lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Bơm tẩu ô tô, chỉ bơm cho ô tô được thôi. Bơm tẩu ô tô này, giá của nó sẽ là 180 cành nhá. 180.000 cho cái bơm tẩu ô tô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, một cái dòng mà cũng chuyên dùng cho ô tô nữa, đó là quạt ô tô nhá. Con này thì chỉ có 130.000 thôi. Dòng của nó sẽ là 12V nhá, 12V. Thì các bác có thể sử dụng qua cái bình áp quy 12V cũng được, hoặc là cắm ở tẩu ô tô. Đấy thì cũng ok thôi. Đây, về nhà các bác cứ cắm trực tiếp qua cái tẩu ô tô cho em. Đấy. Hoặc là con này thì nó sẽ dùng được cho cả bình áp quy nữa. Mà khi các bác có cái bình áp quy 12V thì các bác đấu cái phần dương là cái phần tròn này cho em, và cái phần dẹt này là phần âm nhá. Dương là tròn và dẹt là âm, thì các bác chỉ cần đấu âm dương vào đây là nó sẽ chạy thôi. Thì ví dụ như nhà các bác có một cái bình áp quy sẵn rồi, thì về nhà các bác đấu vào hai cái đầu này cho em để mình sử dụng qua cái quạt này, đề phòng khi mà mất điện này, hoặc là nói chung là khi mà mình sử dụng mà mất điện, hoặc là các bác muốn tiết kiệm điện. Đấy, mùa này nó cũng không nóng lắm thì các bác sử dụng cái này cho em. Bật công tắc lên là xong. Đó, bật công tắc lên và đấu trực tiếp âm dương vào đây cho em là xong nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá. Con này thì vừa cắm tẩu ô tô vừa sử dụng cho áp quy 12V được. Giá thì lại rất là hạt rẻ luôn. Đấy, lên cho em là quạt ô tô này. Đó, quạt ô tô. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. Đấy, bác nào có cái áp quy 12V dùng con này cũng rất là sướng, rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi nối rửa bát nhá. Con này thì các bác nối vào chậu rửa bát này, rồi rửa mặt này, rồi nói chung là nối vào đâu cũng được. Nó có cái đầu cao su như này, các bác chỉ cần là xỏ vào là xong kia, nó rất là tiện. Lên cho em là vòi nối nhá. Đấy, vòi nối rửa bát này. Đấy, về nhà thì các bác có thể cắm vào cái đầu vòi này để mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh nguồn nước là vòi hoa sen hoặc nước một vòi nhá. Nước một vòi này, nước hoa sen này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu cái vòi nối này nhỉ? Lên mã giúp cho em là vòi nối rửa bát nhá. Vòi nối rửa bát 50.000 à. Vòi nối rửa bát giá của nó sẽ là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k nhá. 40k cho một cái vòi nối rửa bát như này thôi. Giá sẽ là 40.000 cho cái vòi nối rửa bát như này. Con này rất tiện dụng luôn. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, ví dụ như là chậu rửa bát này, chậu rửa mặt, rồi nói chung là tất cả các loại vòi các bác chỉ cần xoáy vào này cho em. Đấy, kết nối vào cho em như này này. Đó, nó rất là tiện luôn và có thể ngoắt ngoéo được, và các bác có thể chia ra làm các cái đường nước, ví dụ như là nước hoa sen hoặc là nước ấy, rất là tiện luôn. Hoặc nước một vòi. Đấy, các bác có thể ngoắt ngoéo để mình trực tiếp mình xịt rửa, nó cũng rất là hiệu quả các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Cái này nó sẽ là một con cốc rất là tiện như này. Đấy. Hàng về thì nó sẽ có lô là pin liền và có lô là pin rời các bác nhá. Lô pin rời thì không kèm pin, còn lô mà pin liền thì có kèm pin rồi. Đấy. Thì là lô này nó về nó lại là lô pin rời nhá. Vậy thì về nhà các bác lắp cho em hai cái quả pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái sản phẩm như này. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái tấm một cái viên gọi là nam châm từ trường nhá. Đấy, và cái viên nam châm này thì có thể xoay được và có thể bỏ ra để rửa ráy được, rất là tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy. Giá của nó sẽ là 90k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Giá sẽ là 90.000 nhá. Cốc tự khuấy. Cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k cho mấy em cốc tự khuấy như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Lên cho em là đèn cúc áo này. Đây, nó sẽ là một con đèn rất là siêu sáng và tiện ích các bác luôn. Đó, siêu sáng như này các bác này. Con này về nhà thì nó chỉ có chức năng là có khui bia này, móc khóa này, nam châm hít này và đèn sáng này. Đấy, con này các bác tránh nhìn trực tiếp vào nhá. Nhìn trực tiếp vào nó rất sáng luôn. Có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa và chế độ nhấp nháy nhá. Đấy. Rất sáng các bạn, sáng trắng luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40.000 cho một con đèn
cúc áo như này thôi. Lên mã cho em là đèn cúc áo, giá sẽ là 40k. Các bác có thể treo vào móc khóa để mình đi học, đi làm, hoặc là đi công tác, hoặc là đi sửa chữa đồ nghề ban đêm, hoặc là mình đi làm về buổi tối có con đèn này cũng được. Lên cho em là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 40k, 40.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vít xanh thôi nhá. Đấy thì nó sẽ là một con vít như này, bao gồm cho bác là 30 đầu vít nhá. 30 đầu vít, một đầu nối dài. Đấy, nó sẽ là một con vít xanh như này. 30 đầu vít này, một đầu nối dài và một tay công như này. Các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, tay công như này và tay nối dài. Thì các bác muốn dùng cái nào cũng được. Đấy, nó sẽ có là tròn ba khe, lục giác, múi khế rồi tam giác, nói chung là hoa thị đầy đủ cho các bác luôn. Đấy như này, các bác có thể cho ngắn cho dài tùy theo nhu cầu mục đích của mình nhá. Đó, nó sẽ có cho các bác là 3-4 nấc tất cả, mình chỉ việc đẩy vào cho em là xong. Đấy, nó sẽ sập lẫy như này. Rất là tiện thì anh em dùng để mình sửa chữa lặt vặt cũng rất là ok. Đó, một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít nhá, một tay công một tay nối dài. Và cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh giá thì cực kỳ là yêu thương luôn, chỉ có 40k cho một bộ vít xanh này thôi. 40.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lấy dây tai có đèn nhá. Nó sẽ là một dòng lấy dây tai như này, có sẵn đèn, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một tay lấy gấp và một tay lấy thường, có sẵn đèn, pin, biếc, các thứ đầy đủ về nhà, chỉ việc sử dụng thôi. Lấy cho em là dái tai đèn nhá. Đấy, dái tai đèn này, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một bộ như này. Bộ này thì rất là đáng mua, giá rất hợp lý. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Ba này nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món nhá. Một cái ngón là để các bác dùng để các bác ngoáy ra này, và một cái đầu gấp nhá. Đấy, hai món tất cả này. Đây đầu gấp đây. Có đèn sáng như này dùng cho trẻ con, người già rồi lấy cho người khác rất là ok. Đấy, đèn sáng này rất là tiện ích luôn, và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai có đèn này thôi. Pin biếc đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi các bác nhá. Mũ nồi. Đây các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là hàng gửi đến các bác bom cũng tưng bừng luôn. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô mũ nồi nhá. Một con mũ rất là đẹp luôn. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể đội mùa đông, mùa hè đều được hết nhá. Đấy. Mùa hè thì các bác đội thì các bác đội bình thường này cho em, còn mùa đông thì các bác thả cho em cái phần bịt tai này xuống này, vừa ấm áp vừa là giữ khỏi bị cảm lạnh này, rồi các bác khỏi bị ồn này. Đấy, nó che tai rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là mũ nồi nhá. Chất liệu của nó thì bằng da rất là mềm luôn. Bao nhiêu nhỉ? 100. Các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100.000. Đây em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn cho nó sinh động trực quan. Chào các bác nhá. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Đây. Đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có hai kiểu đội, một kiểu đội là mùa đông thì che đi như này, cho nó ấm, hoặc lúc nào rét, gió rét thì các bác che đi, còn lúc nào hết gió thì các bác lại cho cái này lên cho em. Mình đội như một cái mũ bình thường. Đó, rất đẹp các bác theo. Đây, rất đẹp và rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá rất là tốt luôn. Đây em đội các bác xem này. Đấy các bác quan sát chưa? Em đội nó cũng khá là ôm đầu và đẹp luôn. Đấy, ôm đầu và đẹp luôn. Đó. Thì em cũng đầu tư một con này để em đội cho nó back slack các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn các bác nhá. Chất chơi con rơi luôn. Đó, rất đẹp luôn các bác này. Đây. Chất liệu của nó thì bằng da nhá, và bên trong của nó thì bằng nhung này, bằng nhung như này. Rất đẹp luôn. Ngoài ra thì các bác có thể thả xuống như này nhá. Thả xuống như này để che tai này. Che tai rất là ấm luôn, thì các bác đi xe đạp, xe máy này, hoặc là mình đi ra ngoài trời thì mình che đi cho em, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho một con mũ nồi này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn, không thể tin nổi luôn. Chỉ có 100.000 cho một con mũ nồi này thôi các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là mũ nồi nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó. Cái này thì các bác có thể thả cái khuy này xuống này, hoặc là bấm lên này. Bên trong của nó thì là bằng nhung hết này, bằng nhung rất là đẹp luôn. Đấy, đường trần đường máy cực kỳ là kỹ luôn, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, siêu hạt rẻ luôn, phải nói là giá rất hạt rẻ cho các bác. Giá này thì ai cũng có thể mua được chứ không phải là lăn tăn gì cả nhá. Lên mã giúp cho em là mũ nồi này, mũ nồi. Giá của nó sẽ là 100 cành cho con mũ nồi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá. Một vỉ này sẽ bao gồm là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này. 80.000 các bác nhá. Đấy. 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này các bác này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi.
tất thì khá là dài và đẹp luôn, khá dài và đẹp như này nhá. Đấy, tất khá dài đẹp. Đấy, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự. Bên shop có hai màu, cầm cho anh cái tất vỉ đây. Đấy, có hai màu, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, màu ghi và màu đen như này. Đấy, hai màu luôn, màu ghi và màu đen như này, và cái giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, hàng thì siêu dai luôn, trên cổ là có chun nhá. Hàng co giãn 4 chiều luôn, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và chống hôi chân. Hàng của thương hiệu Nai nhá, của thương hiệu Nai. Giá thì sẽ là 80k. Đấy, 80k cho một hộp như này, bao gồm là sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi nhá, 5 đôi. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp nhá, tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85k. Đấy, tất hộp 85.000, có màu đen màu ghi, các bác lấy màu nào lấy, bên em bán nguyên hộp. Tiếp theo thì sẽ là cái dòng tất vỉ này. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 10 đôi nhá. Một vỉ này thì sẽ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 10 đôi tất như này. Hàng của thương hiệu Nai, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút, ngắn cổ hơn một chút nhá. Dòng này thì nó sẽ về, nó sẽ có màu trắng và màu đen. Đấy, cũng là co giãn 4 chiều. Đấy, thoáng khí, chống nấm mốc, chống hôi chân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái tất vỉ như này thì giá sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ. Một vỉ này bao gồm cho các bác là, một vỉ này bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy. Thì các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10. Có màu đen và màu trắng nhá, màu đen và màu trắng này. Giá thì sẽ là 85k nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ bao gồm 10 đôi. Bên em bán theo vỉ, không bán lẻ nhá, không bán lẻ và không không đảo màu nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy là nguyên vỉ màu đen hoặc nguyên vỉ màu trắng chứ không bán đảo màu. 85.000 tính ra vào giá chỉ có cho các bác là rất là rẻ thôi. Đấy, rất là rẻ rồi, các bác tự chia nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thước laser này, thước laser như này. Con này thì nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Anh em các bác làm thợ, làm nghề chiến công trình hoặc là sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Có cái tia laser như này. Đấy, và các bác bật lên này. Đấy, bật lên thì nó sẽ là một cái tia laser rất là rọi như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là rọi luôn. Và nó sẽ khi các bác gạt đi thì nó sẽ là tia nằm ngang này. Đấy, tia nằm ngang này, tiếp theo là đến là tia nằm dọc này, và đẩy lên giữa thì nó sẽ là hai tia góc vuông như này. Để các bác lấy góc vuông nó rất là tiện này. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này, kèm thêm cho các bác là một cái thước đo này, thước đo 6 cm này và 15 cm này. Đó, và một con thước rút như nữa, một con thước rút như này. Đó, một con thước rút như này nữa này. Đấy, thước rút rất tiện ích luôn. Đó. Thì con này rất là đa di năng luôn. Và giá thì cực kỳ là hạt rẻ nhá, chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một con thước laser như này, rất rẻ luôn các bạn, rất rẻ luôn. Các bác lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là thước laser này. Thước laser, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá. 90.000 cho một em. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. 90.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán giày nhá. 15.000 cho một típ như này. Đấy, cho một típ như này. Nó sẽ là thuộc dạng keo trắng nhá. Keo trắng như này, và dòng này của nó sẽ là keo khô chậm nhá, khô chậm, cho nên các bác dán giày cứ để cho em là khoảng là 1 đến 2 ngày là tốt nhất. Đấy. Thì cái keo nó sẽ thẩm thấu vào cái phần da và phần vải, nó sẽ giúp cho các bác là giữ cho cái phần giày của mình nó rất là tốt. Và ưu điểm của nó là nó không bị giòn. Nếu mà nó bị giòn thì khi các bác dán vào nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị nhanh bong ra, nhưng mà cái này là nó là keo mềm cho nên là nó rất là tốt luôn. Keo dán giày. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 15.000 cho một típ keo dán giày này thôi nhá. Đây các bác này. Đó. Chỉ có 15k cho một típ keo dán giày này thôi. Đấy, dán vào rất là ngon luôn. Các bác có thể dán giày, dán dép, dán các cái đồ thủ công cũng đều được nhá. Đấy, đặc biệt là chuyên dùng để cho dán giày. Thì các bác dán xong thì cứ để cho em là 24 giờ là tốt nhất các bác nhá. Đấy, để cho nó thẩm thấu. Chứ nếu các bác dán xong mà mình bỏ ra ngay thì nó cũng không tốt. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 cho một típ này thôi. Giá sẽ là 15k và lấy từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 15k cho một típ như này. Mua 3 típ bên em tính cho bác 50.000 cho 3 típ luôn. À, 15.000 cho một típ như này, và xin lỗi các bác là 15.000 một típ như này nhá. 15.000 một típ này thôi. Đó, giá này là giá tốt lắm không? Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm thì con này nó sẽ có còi hú như này. Đấy. Khi các bác sử dụng bình thường thì nó sẽ là không kêu, còn các bác đảo chiều đi sẽ kêu nhá.
chạm nhẹ thì nó sẽ kêu một tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ ú này. Ui giời, ú hết cả tai các bạn. Đấy. Bình thường các bác sử dụng thì các bác dùng cái lẫy bên này chị em, dùng cái lẫy bên này nhá. Đấy là không muốn khóa nó kêu thì dùng cái lẫy bên này. Còn muốn khóa nó kêu thì các bác đảo chiều đi cho em, đảo chiều đi này. Đấy. Chết cha mày chưa? Trộm chạm vào nhá, chạm vào đi. Úi trời ơi, các bác thấy chưa? Đó. Chạy mất dép luôn các bác nhá, chạy mất dép luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này thôi. Đấy, hàng chất lượng mà giá hợp lý nhá. Đấy. Đây. Đấy. Các bác thấy chưa? Đó. 80.000 cho một con như này và nó sẽ có cho các bác là giọng chìa rãnh nhá. Chìa rãnh như này thì rất là khó làm giả được. Đây, chìa rãnh như này thì khó làm giả lắm. Và giá thì nói chung là giá này là giá khá hợp lý rồi. Giá này là giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. 80k cho một con khóa chống trộm như này thì các bác nên mua. Thứ nhất là các bác có thể khóa cổng, khóa cửa này, khóa xe đạp, xe máy này, hoặc là các cái tài sản của mình cần phải bảo vệ thì các bác chỉ cần là khóa vào cho em. Đấy, ví dụ như các bác khóa vào cái xe máy của mình hoặc khóa vào cái xe đạp của mình. Đấy, thì khi mà có trộm nó động vào là nó đã kêu rồi nhá. Khóa chống trộm. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm. Đấy. Khóa chống trộm có còi hú nhá. Giá sẽ là 80k nhá. Giá siêu hạt rẻ luôn. 80.000 cho một khóa chống trộm có còi hú như này. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ thông minh này. Đấy, thì lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá thì chỉ có cho bác là 170.000 thôi. Có dây quai cao su như này và có đốc sạc nhá. Về nhà thì các bác lắp cái quai thì các bác lắp vào cái đầu này cho em này. Đấy, lắp cái quai thì các bác lắp vào cái phần thân này cho em này. Đấy, lắp vào đây. Đấy là xong nhá. Đó. Và dòng này của nó thì bên em gửi đến các bác thì đa số nó sẽ là dòng hết pin. Thì về nhà các bác lưu ý là các bác tự sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì 100% nó là hết pin nhá. Về nhà thì các bác cắm vào cái đặt vào cái đốc sạc này, cắm vào cái củ USB nhà mình đây nhá. Đấy, nó có đốc sạc này các bạn này. Đấy, đốc sạc có 5 châm hít luôn, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, và về nhà thì các bác bật lên cho em là mình sử dụng thôi. Con này có tính năng đo nhịp tim, đo huyết áp rồi kết nối được cả điện thoại nhá. Nhưng kết nối điện thoại thì em không có giới thiệu ở đây, thì em chỉ giới thiệu qua thôi, còn là em chỉ bán với cái chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp thôi nhá, và đồng hồ thông minh nhá, đồng hồ xem giờ. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ T8, giá là 170k nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này, đồng hồ thông minh T8 rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp các nhá. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt rửa bếp này, cuối năm rồi. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng khi các bác xịt ra thì nó sẽ là một cái dòng bọt như này. Thôi để đổ đi không phải thử đâu. Một cái dòng bọt như này. Đấy, một cái dòng bọt như này các bác này. Đấy. Và khi đó thì các bác để thì nó sẽ thẩm thấu vào trong các cái phần mà mỡ, các cái phần mà trong không gian bếp nhà mình là nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đó, và giá thì các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Xịt bếp giá sẽ là 40k cho một bình xịt bếp như này. 40.000 cho một bình xịt bếp như này các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy cái bếp nhà mình đang bị bẩn nhá, bị nấm mốc rồi bị mỡ màng nhá. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác chỉ cần là đánh kỳ đi là xong. Đấy, các bác thấy không? Các cái không gian bếp nó sẽ thêm phần sạch sẽ, sáng bóng và đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác để là nó sẽ đánh tan và nó tẩy sạch đi. Đấy, đặc biệt là các cái vết bám dầu mỡ là nó tẩy cực kỳ là tốt luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên cho nên dùng nó rất là tốt nhá. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhé, em xin lỗi các bác em nhầm giá nhá. Giá sẽ là 45k cho một chai xịt bếp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là xịt bếp, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đồng hồ thì đợt này bên shop tiếp tục về cho các bác cái đồng hồ SK này. Đồng hồ SK rất là đẹp luôn. Đấy, con đồng hồ SK này thì giá sẽ là 260.000. Hàng của thương hiệu Orin. Đấy, Orin của Nhật các bác nhá, của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Và tên mã của nó là mã đồng hồ SK. Mặt của nó là mặt đỏ này và có cái xoay giờ chỉnh kiểu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Con này thì giá sẽ là 260.000. Đó, đồng hồ SK này. Đấy, lên cho em là đồng hồ SK, giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Mặt của nó mặt đỏ này và có hai lẫy xoay như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đồng hồ chạy ok. Đấy, có cả lịch, có cả ngày tháng cho các bác luôn, đầy đủ luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ Longines nhá. Đấy, con đồng hồ Longines này.
Longines thì là một thương hiệu đồng hồ của Nhật các bác biết rồi. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 trong con đồng hồ Longines như này. Đấy. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, dây trắng mạ vàng rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Longines của Nhật nhá, Longines của Nhật. Rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 250.000. 250.000 trong con đồng hồ Longines như này. Và con này thì tất cả đồng hồ của bên em nó đều là đồng hồ chạy bằng pin hết nhá. Đấy, chạy bằng pin hết. Đấy, có đính đá rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Longines. Giá của nó sẽ là 250.000, 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì con này nó sẽ là hàng thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, đồng hồ mặt vàng và có đính đá vùng quanh này rất là đẹp này các bác này. Đấy. Mặt vàng đính đá vùng quanh rất là đẹp luôn, kim dạ quang nhá, đồng hồ trôi nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300k cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đồng hồ Rolex này. Đấy. Có cả lịch luôn nhá, có cả lịch luôn. Hàng thì cũng là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 300k cho con đồng hồ Rolex như này thôi. Đấy, lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán giúp cho em. Đó. Đồng hồ thì chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một mã sản phẩm, đó là cái con dao nhá. Các bác lên cho mã giúp cho em đó là con dao G49 nhá. Dao G49. Đấy, nó sẽ là một con dao rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con dao vừa để băm, vừa để thái, vừa để chặt được luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Hàng đa chức năng, băm thái chặt được hết, rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3 đến 4 lạng. Hàng của thương hiệu Wattpo này, thép không gỉ này, Japan này, đấy. Rất bén luôn, em test dọc dưới bóng cho các bác xem này. Đấy. Rất sắc các bác nhá. Đấy, một con dao chặt mà có thể dọc được dưới bóng như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Thì nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ, sử dụng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Rất là đầm tay nhá. Đấy, nó vào khoảng là từ 3 đến 4 lạng. Đây, cán liền như này, dùng để băm chặt thái rất là ok. Băm chặt thái đều được hết nhá. Nó sẽ là dao đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150k cho cái mã dao G49 như này nhá. Đấy. Giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao G49, hàng của thương hiệu Wattpo của Nhật này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao G49 nhá, G49. Giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho con dao G49 như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone thì nó sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây như này nhá, một củ một dây như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn, một củ một dây như này và giá chỉ có 60 cành thôi. Đấy, hàng thương hiệu iPhone 14 Pro này, iPhone 14 Pro. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. iPhone 14 Pro này, giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh. Đó, giá của nó sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái dây sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác sắm cho mình và đại gia đình nhà mình một cái khay úp cốc như này. Đấy, để các bác sử dụng để úp cốc chén này rồi để các bác vệ sinh nó rất là sạch sẽ. Khi lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em này. Đấy, là mình lắp vào. Đấy, nó sẽ lắp vào như này. Thì khi các bác úp những cái cốc cái chén thì nước nó sẽ chảy trong cái đĩa này. Và các bác lại tháo ra mình vệ sinh cho em. Tháo ra mình rửa ráy vệ sinh rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay úp như này. Một khay như này rất là đẹp này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái khay như này nhá. 6 cái phần úp như này. 6 phần úp như này. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đó là khay úp cốc nhá. Giá chỉ có 90.000 thôi. Khay úp cốc giá sẽ là 90 cành. Giá rất hợp lý rồi. Các bác chả đi đâu mua được một cái khay đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng 18 carat rất đẹp luôn. Inox mạ vàng các bác nhá. Rất đẹp, rất sáng bóng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, giá chỉ có cho các bác là 90k cho một khay úp cốc như này. Siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn. 90 cành cho một khay úp cốc như này. Giá rất hợp lý, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình hoặc cho biếu tặng làm quà. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì bao gồm là 30 chiếc các bác, 30 tờ. Các bác dùng để mình lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok và rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k cho một bịch lấy giấy lau giày như này thôi, 20.000. Bác nào mua từ 3 bịch thì bên em tính cho các bác là 3 bịch là bằng 50k nhá, 50k. Ở đây thì cái giấy này nó đã tẩm sẵn các cái loại
chất tẩy rồi. Đấy các bác về mình lau vệ sinh giày dép rất là sạch luôn, giày vải, giày da, các loại giày dép, hoặc các bác dùng để lau bàn ghế, lau cửa kính rất là sạch luôn nhá. Lau bàn ghế, lau cửa kính rất sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 một bịch thôi, và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy, lau rất là sạch luôn nhá. Đấy. Đấy, lau cả mực sạch được mực luôn các bác này. Đấy, rất sạch luôn nhá. Đó. Các bác dùng để mình lau giày thì rất là sạch luôn. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau mực mà còn sạch vậy thì các bác lau giày là biết rồi. Đó. Đấy các bác này, đấy. Những cái đôi giày bị bẩn như thế mà các bác lau phát là sạch luôn nhá, đặc biệt là giày trắng nhá. Đó, các bác theo. Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 một bịch thôi, siêu rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ 5 bộ 6 hũ gia vị nhá. Thì hộp này bao gồm cho các bác là 6 hũ tất cả, 6 hũ gia vị như này. Để các bác có thể dùng để sử dụng để mình làm đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong gia đình nhà mình rất là tiện luôn. Đấy. Hàng thì siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Lô này về thì nó sẽ là một cái hàng mẫu mới rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có sẵn khay này các bác này. Đấy. Sẵn khay này này. Hàng thì của Nhật các bác này, của Nhật, của thương hiệu Zimian các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, các cái khay gia vị như này. Các bác chỉ cần mở nắp này, mở nắp mình tra, sau đó thì mình đậy nắp vào cho em, rất tiện luôn. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh. Về nhà các bác cho muối, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, hạt điều vào đây. Đấy, các loại hạt các bác cho vào đây, sau đó thì mình tra thì mình nhỏ ra cho em, sau đó thì lại đậy nắp lại. Rất tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ này. 1 2 3 4 5 6 hũ gia vị như này, rất đẹp luôn nhá. Đấy, có thể xoay tròn này. Có thể xoay tròn như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 khay như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Hàn Quốc nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Có thể xoay tròn như này. Đấy, rất đẹp các bác này, rất đẹp như này. Và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ như này. Đó, 6 hũ như này. Inox rất đẹp này. Đấy, và đây có nắp đậy này, rất tiện ích luôn. Đấy, mở ra cha cha, sau đó thì lại cho vào, rất là tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá chỉ có 130.000 thôi. Bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. Bộ 6 hũ này. 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. 130k cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về ngập tràn các mã hàng để lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dép đi trong nhà nhá. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Cái này thì nó free size, tức là chân to chân nhỏ đều vừa hết các bác nhá. Chân to chân nhỏ đều vừa hết. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bên dưới này của nó là bằng xốp này. Bên trên này của nó là một cái lớp nhung nỉ này, lớp nhung nỉ. Đấy. Thì dòng này các bác dùng để đi trong nhà nhá. Chân to chân nhỏ đều đi vừa hết, nó rất là tiện. Và màu thì nó cũng rất là đa dạng màu. Đây, đây em chân con đàn ông này mà đi cũng rất là ok luôn các bác nhá. Đi rất là ok luôn. Thì nói chung là cái này các bác đi nó sẽ vừa hết nhá, chân to chân nhỏ, chân lớn chân bé đều vừa hết. Nó là dòng dép đi trong nhà, nó rất là phổ thông. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một đôi dép như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dép trong nhà nhá, dép trong nhà. Giá sẽ là 35k. 35k cho một đôi dép trong nhà này thôi. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. 35.000 cho một đôi dép trong nhà như này. Thì nó cũng có một số cái màu như này thì nói chung là nam nữ đều đi được hết nhá. Nó là dòng trong nhà, nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, và rất là chắc chắn, bền bỉ bằng nhung nỉ quá nhá. Nhung nỉ rất chắc chắn luôn. Thì các bác dùng để đi trong nhà rất là ok. 35k. Đó, 35k cho một đôi. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại này. Đấy. Đây, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đây nó sẽ là một con giá như này. Các bác có thể nâng lên hạ xuống được này, nâng lên hạ xuống này. Đấy, và các bác cho điện thoại vào đây. Kẹp cho em cái điện thoại vào đây thì mình có thể xoay này, lắc này, rồi đảo chiều. Đấy, xoay dọc, xoay ngang đều được hết nhá. Xoay dọc, xoay ngang đều được. Nó rất là tiện ích. Thì con giá đỡ điện thoại như này giá chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? 30.000 nhá. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ
điện thoại giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con giá đỡ điện thoại như này. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể kẹp điện thoại vào đây để mình sử dụng này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cúc áo này. Các bác lên xem là đèn cúc áo. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này nhá. Hàng này thì rất là tiện dụng luôn và siêu sáng nhá. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Siêu sáng luôn các bác này. Đấy, các bác có thể bật lên này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Nó sẽ có sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Con này thì dòng này nó là dòng siêu sáng rồi cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Siêu sáng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, giá sẽ là 40k cho một con đèn cúc áo như này. 40k nhá. 40.000 cho con đèn cúc áo này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Ổ điện xanh. Dây dài khoảng là trên 1 mét nhá, trên dưới 1 mét. Và có 6 ổ cắm, 3 ổ USB như này. Và có đèn báo nhá. Cái này có đèn báo cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là ổ xanh nhá. Ổ xanh. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ổ xanh này. Giá của nó sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một con ổ xanh như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là ổ xanh, giá sẽ là 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cuộn keo dán tôn nhá. Cuộn này thì bán là 10 phân và dài chừng khoảng 5 mét nhá. Đấy, thì bên ngoài của nó sẽ là cái lớp bạc chống nóng rất là tốt luôn. Và bên trong của nó sẽ là cái lớp cao su non nhá. Các bác càng dùng lâu thời gian thì cái lớp cao su non này nó chảy ra, nó càng thấm vào trong các cái bề mặt càng tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn như này. Bản của nó là 10 sen nhá. Bản của nó là 10 sen. Cho nên bên em lên nó là keo 10 nhá. Keo dán tôn 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn như này. 40k cho một cuộn keo dán tôn như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc diệt dán nhá. Đấy, thuốc diệt dán. Con này thì chuyên diệt dán các bạn. Đấy. Thì có lên cho em. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Đấy, nó sẽ là cái dạng viên như này. Dạng viên này các bác nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên như này. 12 viên như này thì nó sẽ là các cái dạng viên như này thì về nhà các bác có thể bỏ vào trong tủ quần áo này, tủ bếp này, rồi là các cái vị trí nào mà kiến dán, đặc biệt là dán nó hay trú ẩn nhá, thì các bác cho vào cho em. Đấy, con này diệt dán cực kỳ tốt luôn, nó sẽ là dạng viên như này. Đấy, và một bịch này của nó, một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì các bác, nó là dòng thuốc sinh học nhá, thuốc sinh học cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ để ở nhà là dán nó sẽ dị ứng cái mùi này là nó sẽ chết luôn. Nó thuốc sinh học cực kỳ là an toàn luôn. Nó diệt cả rán mẹ, rán con này, rán tổ này, rồi trứng rán đều diệt được hết nhá. Con này thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là hộp thuốc rán hàng Made in Japan của Nhật các bác nhá. Lên cho em là hộp thuốc rán này. Hộp thuốc rán. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp thuốc rán như này. Giá chỉ có 50.000 cho một hộp thuốc rán này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi. Giá thì bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Đấy, miền Bắc thì đang vào mùa đông này. Đấy, và rất là lạnh các bạn, rất là lạnh. Và cái triệu chứng bị xoang thì nó lại tái phát các bạn nhá. Đấy, thì các bác xịt cái này cho em. Đó, nó xịt ra thì nó sẽ là dạng xương như này các bạn này. Đấy, rất là tốt luôn. Bác nào bị viêm xoang, viêm mũi, đau mũi, kích ứng mũi, dị ứng mũi, đặc biệt là về mùa đông như này, thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 40k. Đó, các bác lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này. Đó, xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 40k cho một típ như này nhá. 40.000 cho một típ xịt xoang mũi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vít như này các bác này. Đấy, ở trong này của nó thì nó sẽ có 10 đầu như này. 10 đầu như này các bác nhá. Đó, 10 đầu như này các bác này. 1 2 3 4 5 6 10 đầu vít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vít V10 nhá. Lên cho em là vít V10. Các bác cho vào đây thì mình sử dụng nó rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều. Đảo chiều này. Đấy. Có xoáy nhanh cho các bác luôn. Rất là tiện ích. Và một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 cái mũi vít như này nhá. 10 cái mũi vít như này. Và các bác bỏ vào đây mình sử dụng thì nó rất là tiện. To, nhỏ, lớn, bé. Rồi có cả sao, cả các kiểu như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít V10 nhá. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một con vít V10 như này. Giá của nó sẽ là 100. Các bác lên cho em là vít V10 nhá. Đấy, vít V10 này. Đấy, nó bên trong nó có 10 đầu vít cho nên bên em gọi nó là V10. Đấy.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá, 130.000 cho một con vít V10 như này. Các bác lên cho em là vít V10, giá sẽ là 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ A1 nhá, giá sẽ là 160.000. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Bộ sản phẩm thì hàng khi các bác nhận hàng là nguyên đai nguyên kiện như này. Nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Lên cho em là tăng đơ A1 nhá, tăng đơ A1. Giá sẽ là 160k. Đó, tăng đơ A1 này. Giá sẽ là 160k nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chức năng luôn. Cắt tóc này, cạo râu này, rồi tỉa lông mũi nhá, đầy đủ cho bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con tăng đơ để cắt tóc này. Đấy. Một con tơ được cắt tóc luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là pin ở bên trong rồi. Về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy, tăng đơ này. Con này vừa cắt tóc vừa chấn viêm nhá, không ăn da nhá, không ăn da cho các bác luôn. Tăng đơ để cắt tóc này. Con tăng đơ này thì giá của nó sẽ trọn bộ sẽ là 160.000. Thứ nhất là một con tăng đơ bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, sẵn pin bên trong luôn. Đó. Tiếp theo là một con máy cạo râu nhá. Con này thì các bác dùng để cạo râu rất là tốt luôn con này. Đấy. Các bác dùng để mình cạo râu cho em. Đó. Buổi tối đến hoặc buổi trưa các bác ngồi xem tivi uống nước thì mình nhấn nha, mình cạo cho em. Đó. Ngoài chức năng là cạo râu thì các bác có thể xoáy cái đầu cạo râu này ra. Các bác lắp cho em cái đầu của cái con tỉa lông mũi này vào. Đấy. Thì nó lại có cả chức năng tỉa lông mũi luôn. Đấy, có cái điều đầu tỉa lông mũi này nữa này. Đấy, thì bộ sản phẩm này nó sẽ là 3 trong 1 luôn nhá. 3 trong 1 luôn. Thì rất tiện ích. Cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác đây, đấy, các bác dùng để tỉa lông mũi này. Cái này thì các bác tỉa lông mũi nhá. Và nó có lưỡi cắt bên trong nên tỉa nó rất là an toàn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Combo cho các bác bộ 3. Đấy, 3 món luôn, bao gồm là 3 chi tiết nhá. Đấy, cạo râu này, cắt tóc này và tỉa lông mũi này. Đấy, có kèm cho các bác một cái chổi như này. Chổi vệ sinh này, đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò luôn. Cạo râu, cắt tóc, tỉa lông mũi, combo 3 món như này, giá chỉ 160.000 thôi. Lên mã cho em là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1. Giá sẽ là 160k. Đó, tăng đơ A1 này. Tăng đơ A1, giá sẽ là 160.000 cho con tăng đơ A1 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn thần tài nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Con này thì rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng ban thờ này, ban thần tài, rồi dùng để mình cúng lễ dỗ chạp rất là tiện, hoặc mang ra ngoài nghĩa trang cũng rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ bật đèn lên như này và các bác gõ vào nó sẽ lên này. Đấy, gõ nó sẽ tắt, gõ sẽ lên này, và có điều chỉnh chiết áp tăng giảm lượng sáng nhá, rất là tiện ích luôn. Đó. À, mình dùng như này thì nó siêu an toàn luôn các bác nhá, chống cháy nổ rồi bảo vệ rất là tốt luôn. Đây, công tắc tắt đi này. Đấy, bật lên này. Bật lên thì các bác phải gõ này cho em nó mới lên nhá. Đấy. Các bác bật cho cái đèn đỏ nó lên, xong gõ phát này nó lên này. Em hướng dẫn lại cách sử dụng nhá. Bật cho cái này, cho cái đèn đỏ nó lên này, gõ lên này, gõ tắt này, gõ lên này, gõ tắt này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con đèn thần tài như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Con này thì rất tiện ích rồi. Bên shop bán khá là nhiều, là phải hàng vạn con rồi các bác nhá. Đó, lên cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Đèn thần tài giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đèn thần tài này. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 đến 35 lưỡi, và có kèm cho các bác là một lưỡi, một lọ kem và một bàn cạo luôn. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác sử dụng, và giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn nhé. Đấy. Đấy, combo thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp, một cái bàn cạo như này này, một cái bàn cạo này, một hộp kem này, và 30 lưỡi nhá. Lưỡi của bên em nó là dòng lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Đấy. Lưỡi nó là lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là 30 lưỡi kép như này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Đấy, lưỡi cắp về, lưỡi kép như này về nhà các bác lắp vào cái bàn cạo cho em là xong, là mình cạo thôi. Cạo râu cực kỳ là tốt luôn. 30 lưỡi như này các bác dùng cho em trong vòng là cả năm luôn nhá. Dùng cho em là cả năm luôn. Cứ yên tâm sử dụng trong vòng cả năm luôn, không còn phải lăn tăn gì cả không nhá. Đấy, các bác dùng cả năm luôn, rất tiện. Bộ này của nó thì nó sẽ là 30 lưỡi nhá, 30 lưỡi. Dùng cả năm là ok, bao gồm cho các bác là một bàn cạo, một hộp kem và 30 lưỡi luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, các bác chả đi đâu. Bây giờ các bác mua một cái bàn cạo thường thôi đã cũng phải mất đi 10 đến 15.000 rồi. Thế mà đây các bác mua cả 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem, giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Giá sẽ là 60.000. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp thìa đấy với 5 chiếc, hàng dày dẫn chắc chắn, đẹp, sáng bóng, inox 304. Đấy, 304 thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức. Rất đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang chiên khách hàng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, một cái bộ hộp thìa như này. Một hộp thìa như này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. 5 chiếc thìa như này mà giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. Hộp thìa Đức giá sẽ là hộp thìa Đức này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt các bác nhá. Đó. Cây sâm thịt này. Đây nó sẽ là một cái dòng mà nó là có các cái đầu kim như này để các bác dùng thì mình chuyên sâm thịt rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đây. Đấy thì các bác chuyên dùng thì mình châm thịt rất là tốt luôn nhá, sâm thịt như này. Đấy, sâm thịt như này rất là tốt luôn. Đó thì các bác dùng đồ nướng, đồ chiên mà muốn tẩm ướp gia vị thì các bác sâm như này cho em, đưa cái này vào mình sâm. Đó rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 30 cành cho một cây sâm thịt như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt nhá. Giá sẽ là 30.000. Đó, sâm thịt này. Sâm thịt giá sẽ là 30.000 cho một cây sâm thịt như này nhá. 30.000 cho một cây sâm thịt như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc iPhone nhá. Đấy, đây nó sẽ là chỉ có một củ thôi, chứ không có dây đâu. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc như này, bao gồm cho các bác là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân Type C. Đó, về nhà thì các bác cắm vào cái dây nhà mình thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. 80.000 cho một cái bộ như này thì nó sẽ là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là củ sạc iPhone. Giá sẽ là 80.000 nhá. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max này. iPhone 14 Pro Max công suất là 20W. Đó, lên cho em là củ sạc. Củ sạc iPhone. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con củ sạc iPhone như này. Giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Đấy, dòng này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, rồi các bác chuyên bị đau xương khớp. Đấy, đau trong xương, đau trong khớp thì bôi cái này cho em. Đấy, rắn, rết, bọ cạp, rồi cóc, rồi thật sạt sùng các bác nhá. Đấy, bôi vào thì rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng bôi cái này cho em. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Bao nhiêu nhỉ? Xương khớp bọ cạp nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đó, xương khớp này. Xương khớp bọ cạp nhá. Xương khớp bọ cạp. Giá sẽ là 25.000 trên một típ như này nhá. 25.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này, rất tiện dụng luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái dầu nóng của Hàn Quốc các nhá. Đây nó cũng là một cái loại dầu siêu nhạy luôn. Đấy, và rất là nóng. Các bác có thể bôi trực tiếp trên da để mình chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy này. Đấy, con này thì xương khớp gối này, khớp vai gáy này, rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ này, bôi vào rất là đỡ luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40 cành thôi, có cả cái phần con lăn như này các bác này để các bác bôi, rất là tiện ích luôn. Và dầu này của nó thì nó khá là nóng các bác nhá. Dầu này của nó rất là nóng luôn. Thì các bác bôi nó rất là tốt các bạn. Đấy, nó theo thuộc dạng kem trắng như này. Và bôi vào thì nó rất là nóng nhá. Thì các bác có thể bôi trực tiếp lên các cái phần bị xương khớp, bị đau mỏi thì các bác bôi lên cho em. Rất là tiện ích luôn, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đó. Dầu nóng Hàn Quốc này. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000 cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này, bỏ vào thùng rác đi. Đó là cái táo khô nhá. Táo khô như này. Đấy. Táo khô này các bác này. Đấy. Một cái bịch táo khô của Nhật như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Táo khô của Nhật nhá. Đấy. Rất chất lượng các bác này. Đây. Đấy, táo to đều đẹp luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho một bịch như này, 100.000 cho bịch như này. Bịch này thì khoảng từ 8 lạng đến 1 cân nhá. 8 lạng đến 1 cân. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô. Giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 100.000. Đó. À, hạt táo to đều đẹp luôn. Đấy, quả to đều đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống trực tiếp này. Đấy, ngâm nước uống trực tiếp này, hoặc là sắc nước uống trực tiếp này, hoặc là các bác có thể dùng để ngâm rượu này. Ngâm rượu hoặc là các bác dùng để mình sắc nước uống này. Không, tắt đi. Đấy, sắc nước uống này, rồi ngâm rượu này, rồi các bác có thể dùng để mình
hãm nước chè uống được luôn. Đấy, nó rất là tiện ích. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nho khô quá nhá, nho khô. Đấy, vừa rồi là táo còn bây giờ là nho nhá. Đấy. Cái nho khô này thì nó sẽ là của Hàn Quốc nhá. Còn cái táo thì của Nhật, còn nho này thì là của Hàn Quốc các bạn. Đó. Một bịch này của nó đây. Đấy, rất là đều đẹp luôn. Đây, các bác xem này. Đấy, rất đều đẹp như này các bạn ơi. Đấy. Hạt to, đều đẹp. Đó, màu là màu tự nhiên nhá, màu tự nhiên. Đấy, màu nho xanh tự nhiên này, màu nho xanh tự nhiên. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, được sản xuất bởi tập đoàn Samsung này. Tập đoàn Samsung là một trong những tập đoàn lớn có thương hiệu rồi các bác nhá. Đó. Và hàng made in Korea của Hàn Quốc nhá. Đấy, nho xanh các bác này. Đấy, 100% là nho tự nhiên của Hàn Quốc này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một bịch nho như này thôi. Đấy, lên cho em là nho khô nhá. Nho khô. Giá của nó sẽ là 90k trên một bịch như này nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Con này thì nó sẽ là hàng đựng trong hộp như này. Thì các bác có thể mua về để mình làm quà Tết cho anh em họ hàng này. Đấy, dùng để đi Tết vừa đẹp vừa lịch sự này. Hoặc là dùng để làm quà cho công nhân này. Đấy, làm quà cho công nhân cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, các bác cứ này là mình phát cho công nhân thôi. Mỗi người một gói quà như này cũng rất là lịch sự luôn. Giá thì chỉ có 90.000. Giá cả thì rất là hợp lý nhá. Hàng mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ đảm bảo chất lượng. Đấy, an toàn thực phẩm cho các bác luôn. Mà giá chỉ có 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con robot lau nhà này thì bên shop bán rất là nhiều rồi nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con robot lau nhà như này thôi. Cái giá thì phải nói là quá hạt rẻ rồi các bạn. 120.000 cho một con robot lau nhà như này thì không phải bàn nữa rồi. Đấy. Không phải bàn về cái giá nữa rồi. Còn chất lượng thì cũng khỏi phải bàn luôn. Đấy. Thì về nhà các bác tháo cho em cái cản pin này ra này, là bật là nó sẽ chạy thôi. Và tháo cho em cái chân này. Đây nhá. Đấy, bây giờ em sẽ tháo cho các bác xem này. Đấy, cái hộp này của em là mới tinh nhá, sáng bóng không có một vết bụi nào nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ test thực địa cho các bác xem luôn, cho máy chạy luôn và các bác xem trong vòng là mấy giây thôi nó chạy nhá và sẽ có kết quả ngay các bác nhá. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý, chỉ có 120.000 thôi. Đấy, khi cho máy chạy thì các bác nhấp cái này cho em này. Đó, máy chạy các bác này. Các bác thấy không? Đó. Máy chạy nhá. Rất ok luôn các bác này. Đó. Đấy. Đấy, máy chỉ chạy có, em chỉ để chạy có mấy giây thôi các bác nhá, không cho chạy nhiều. Chạy có mấy giây thôi để cho nó thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Vừa nãy thì sạch trắng bong mà bây giờ nó đã hút đầy bụi bẩn vào rồi này các bác này. Đấy. Mới có mấy giây thôi mà nó đã hút những cái bụi mịn vào như này. Gần như bên ngoài là các bác không thể nhìn thấy luôn. Đấy. Bên ngoài các bác không thể nhìn thấy luôn, nhưng mà bật máy lên cái là nó hút vào luôn. Ở đây nó sẽ có hai con cánh quạt như này. Đấy, nó sẽ quay này và nó sẽ hút bụi qua cái lỗ này. Đấy, và nó sẽ hút lên đây nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con hút bụi này thôi. Đấy. Lên cho em là robot lau nhà nhá. Robot lau nhà. Giá sẽ là 120k một con. 120.000 cho một con này. Các bác có thể mua về để mình lau nhà rồi vệ sinh nhà cửa, nó rất là tiện ích nhá. Và thực tế luôn chứ không phải là hoa văn gì cả nhá. Đó. Giá sẽ là 120k. Lên cho em là robot lau nhà nhá. Robot lau nhà. Robot lau nhà. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con súng như này. Đấy, một súng này và bốn đầu massage có kèm một cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác bật lên cho em, sau đó lắp vào này. Đấy. Các bác giữ lì này là máy sẽ chạy nhá. Giữ lì máy chạy này. Có sẽ có 6 cấp độ rung luôn các bác này. Các thấy không? Rung rất là mạnh luôn các bác. Rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình massage này, cổ vai gáy, rồi nói chung là các cái bộ phận đều được hết nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bốn đầu massage khác nhau luôn. Đấy. Bốn đầu massage, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu chữ U như này. Để các bác đưa vào các cái vị trí mình cần đấm bóp massage, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Đấy, nó hình khẩu súng như này, cho nên là bên em lên nó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Súng thư giãn, súng thư giãn, giá sẽ là 170k. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Rồi ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn.
nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng thôi nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên thì em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy đây. Nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này. Có cả giá đỡ cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này. Để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110 à? 110.000 nhá. Xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhá. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt, rửa, tưới cây này. Cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là... Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Xịt vệ sinh. Thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan nhá. Nó rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này. Combo cho các bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp, không có giá đỡ nhá. Con này thì không có giá đỡ đâu, không giá đỡ này, không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này, sen cánh quạt tăng áp, giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin
hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này. Thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm, rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ LED, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ LED này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi kia lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé. Mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng, màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt, có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là thước móc khóa, giá của nó sẽ là thước móc khóa này, thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc, tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304, inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt. Cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì giòn của giòn cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh.
Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn, dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này, keo đa năng xanh, giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về giá. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá, và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi, nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam vào đây cho em là xong, cho tam vào đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc. Có lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này, hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone, siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chưa. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này, hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 120.000 thôi nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này, pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn, bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm, ăn nước, decor trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi, nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120k nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa di năng luôn.
thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho các bác sẽ là 20k trên bằng 3 cái nhá. Và 60k trên 10 cái. 60k là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nha. Các bác lên xem là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6, 8, 10 à. 2, 4, 6, 8, 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên xem là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được. Tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn nó như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này, phòng ban thờ, rồi trang trí đề co cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng, giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 này. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50k. Con này thì các bác dùng để mình khò gà, rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò gà như này, giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi, lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 x 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp kem đó là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng cho em cả năm luôn. Rất tiện ích, bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc con này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha chị em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua
Mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại cập nhật các mã hàng trở lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop có hai cái con nồi cơm nó còn tồn kho thì bên em thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó thì có hai con nồi cơm này thì giá rất là tốt cho các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì hôm nay bên shop có hai cái mẫu nồi cơm này, nó bị hàng gọi là hàng tồn kho, nó hơi bị móp cái này một chút này. Đấy, nó hơi bị móp cái chỗ này một chút thì con này bên em đang bán là 450.000. Riêng hôm nay thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 300.000 và bao ship nhá. Đấy, 300.000 và bao ship. Đấy, dòng này thì nó là mới tinh. Mới tinh chưa qua sử dụng. Đấy, mâm rất là dày luôn, mâm rất là dày luôn các bác nhá. Đó, mâm rất là dày luôn các bác này. Đấy. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, mâm rất là dày luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái môi này. Đấy, một cái môi này các bác nhá. Đấy, mâm dày xoong têu rất là vang luôn nhá. Đấy đây, dòng rất là chất lượng như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng nồi này của nó sẽ là nồi khoảng 1 lít 8 nhá, nồi khoảng 1 lít 8. Các bác nấu đây, nồi 1 lít 8 này, hàng Cuckoo của Hàn Quốc này. Các bác nấu từ 3 đến 5 người ăn thoải mái luôn. Con này thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý nốt cho bác với giá đó là 300.000 một chiếc như này. 300.000 một chiếc này các bác nhá. Đấy, em có hai mẫu. Đây, con này là con màu xám này, con màu xám đây. Đấy, các bác nào nhanh tay thì đặt hàng thì được thôi. Đấy, cái này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này một chút này. Đấy, hơi sứt chỗ này một chút, nó do vận chuyển thì bên em bán thanh lý. Đấy, con này con màu đỏ này. Màu đỏ các bác này. Đấy, con màu đỏ đây. Con này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này này, hơi bị cong cái chỗ này thôi. Còn hàng thì nấu cơm ngon, sử dụng bình thường các bác nhá. Đó, sử dụng bình thường. Korea Hàn Quốc. Đấy. Thì thanh lý cho các bác giá là 300.000 một chiếc như này. 300.000 cho một con nồi này các bác nhá. Giá chỉ có 300k thôi. Đấy thì bác nào nhanh thì được thôi. Dòng này là bên em bán là bao ship, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. 300.000 cho một con nồi này, bao ship tại nhà cho bác luôn. Đấy, hàng thanh lý chuyển khoản hết thì bên em với gửi đơn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái led kim cương nhá. Dây thì dài từ 40 đến 50 mét. Đấy, dây dài từ 40 đến 50 mét các bác dùng để trang trí Tết, cây hoa, cây cảnh rất là ok nhá. Đấy. Thì nó sẽ có là led kim cương 7 màu này. Đây, led kim cương 7 màu nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng 7 màu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. 7 màu nhá và có cục nguồn điều khiển chiết áp này các bác này. Đấy, tăng giảm ạ. Đấy các bác này. Đấy, chạy nhanh chạy chậm ở đây nhá. Đấy, có màu vàng và 7 màu nhá, có màu vàng và 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là thì các bác lên cho em là led kim cương nhá, thì nó sẽ có dòng là 7 màu nhá, led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng nhá. Đấy, màu vàng. Đấy. Nó sẽ có 7 màu và màu vàng. 7 màu và màu vàng thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80k. 80k cho một quận như này và kích thước của nó là 80k một quận và kích thước của nó là từ 40 đến 50 mét nhá, từ 40 đến 50 mét cho một quận. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây sẽ là một cái vòng trầm gỗ như này. Đấy, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, một cái vòng trầm điều hòa huyết áp như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, đây, vòng trầm gỗ các bác này. Đấy, trầm gỗ của Nhật đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 50k trong con vòng như này thôi. Đây, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Lên cho em đó là vòng trầm gỗ giá sẽ là 50k nhá. Vòng trầm gỗ này. Trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Điều hòa huyết áp giá của nó sẽ là 50k. 50k trong cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái hắc lào nha các bác nhá. Đấy, hắc lào Long Biên. Đấy, lên cho em là hắc lào Long Biên như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Đấy, con này thì chuyên trị hắc lào Long Biên nấm ngứa nhá. Hắc lào Long Biên nấm ngứa các bác bôi là khỏi hết cho em. Đó, dạng típ như này các bác này. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn. Hắc lào Long Biên nấm ngứa là bôi cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Lên mã giúp em đó là hắc lào Long Biên nấm ngứa, giá sẽ là 25.000 cho một típ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Lên mã giúp em đó là đuôi lò xo. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho cái đuôi lò xo này nhá. 35.000. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc đuôi lò xo này các bác này.
Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, thứ nhất là nó có thể xoay ngoắt nghéo được này. Thứ hai là có công tắc đóng ngắt này. Đấy, và các bác cắm trực tiếp ổ điện này cho em rất là tiện này. Cắm trực tiếp ổ điện nhá. Đấy, 35k. Còn ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Đấy, nó sẽ là dòng mini thôi. Chiều dài của nó vào khoảng 20 cm. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W siêu sáng cho anh em các bác luôn. Đây. Đấy, lên cho em là đèn 4 cánh mini. Đấy, 4 cánh mini các bác này. Đây. Các bác cắm vào cho em này, bật lên này. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để mình trang trí này, hoặc để co này, hoặc các bác dùng trực tiếp để lấy ánh sáng ở gia đình nhà mình, nó rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn bác. Con này thì 28W nhưng mà nó phải sáng cỡ như là 50-60W đấy nhá. Rất sáng luôn các bác này. Em tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng trắng luôn. Đó, rất sáng nhá. Và gấp gọn như này nó rất là tiện. Thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Nhìn vào đến là chói cả mắt luôn nhá. Chói cả mắt luôn. Công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W. Giả ra thì nó vào khoảng là 20 cm. Đấy, gấp vào thì nó rất là nhỏ gọn luôn, cất đi rất là nhỏ gọn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh. 4 cánh mini nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đó. 40k cho một quả như này. Đấy, 40.000 thôi. 40.000. Đấy. Giá sẽ là 40.000 cho một quả như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Thì đây nó sẽ là một con tô vít như này rất là tiện ích nhỉ. Đấy. Tô vít đa năng hay là tô vít vạn năng được. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thân như này để các bác có thể lắp cho em cái quả pin vào đây, lắp vào pin vào đây để mình sử dụng cho em cái hệ thống đèn ở đằng trước này. Nó sẽ có cái đèn led đằng trước này, các bác lắp một cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Hoặc là các bác sử dụng thôi. Còn ở đây thì nó sẽ là một cái dòng tô vít rất là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bốn cái múi và bốn cái hoa thị. Đấy, bốn cái tô vít dẹt và bốn cái hoa thị như này. Nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn, rất là chắc chắn nhá. Đấy, vào đây nó sẽ có cho các bác một con đầu vít nhỏ này. Đầu vít nhỏ các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng được luôn. Đấy, có cả dẹt cả ba khe luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80k. Đó. Tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng nhá. Vạn năng. Giá của nó sẽ là 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000 cho một em tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác có thể sử dụng sửa chữa vặt hoặc là làm thợ làm nghề rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhé. Tất của thương hiệu Nai như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu trắng và màu màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn như này. Hàng của thương hiệu Nai nhá, dày dẫn chắc chắn cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 đôi như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nai rất chất lượng cho bác luôn. Một hộp là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Giờ nó sẽ có cho các bác là màu ghi. Đấy, màu ghi và màu đen nhá. Màu ghi và màu đen. Đó, màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, màu trắng và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k cho một hộp bao gồm là 5 đôi nhá. 5 đôi. Các bác có thể lấy màu ghi hoặc màu trắng. Bên shop có hai màu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật giá sẽ là 30.000. Đấy, con này dung tích của nó từ 200 đến 300 ml các bác nhá. Có nắp đậy này các bác, có nắp đậy này. Rất là tiện. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, nắp đậy cực kỳ là kín luôn và rất tiện ích. Hàng inox 304, su 304. Dung tích của nó thì từ 200 đến 300 ml các bác dùng để đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một con khay inox này thôi. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Đấy, thì một cái rổ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi. Tức là nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ. Con nhỏ nhất thì khoảng là 20 cm. Đấy, 20-23 cm đây. Đấy, còn con to nhất này thì của nó sẽ là 35 cm nhá. Đấy, tức là nó sẽ theo đôi như này. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, giá sẽ là 90.000. Hàng nhựa của nó thì miễn bàn luôn các bác này. Đấy, nhựa của nó thì nó sẽ là nhựa Việt Nhật rồi, miễn bàn quá nhá. Đấy, nhựa của nó thì các bác dùng thoải mái luôn, không bao giờ lo bị hỏng, bị gãy dập nhá. Nó là dòng nhựa mềm như này, dùng nó rất là thích các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000 cho 3 đôi nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k trên 3 đôi như này. Thì cái này các bác sẽ dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết.
Đấy, dàn hàng của nó là nhựa Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh. Cuối năm này thì các bác sử dụng cái chống giật nóng lạnh rất là nhiều luôn. Đấy. Mùa này thì nó sẽ là các bác sử dụng thường xuyên bình nóng lạnh thì nên sử dụng con này cho em, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, chống dẫn điện, chống giật cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Con chống điện giật bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Tháo lắp rất là dễ dàng và an toàn luôn các bác nhá. Đấy, chuyên chống giật cho bình nóng lạnh cực kỳ là an toàn luôn. Thì các bác nên sử dụng nhá. Thâm quyến Trung Quốc, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm bởi một thiết bị quen. Áp chống giật cũng sẽ nhảy. Đây các bác này, các bác chỉ cần lắp cho em vào xong là xong thôi. Đó, nó sẽ dùng cho bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Lắp đặt rất là dễ dàng và an toàn luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm con này thì giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Rất là tiện ích luôn đây các bác. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Đấy, trước khi dùng thì các bác lưu ý cho em xem kỹ em làm nhá. Bình thường thì các bác dùng cái ngăn bên này nó sẽ không kêu nhá. Con này nó có thể đảo chiều được, khi đảo chiều nó sẽ kêu. Đó, đảo chiều nó sẽ kêu, chạm nhẹ nó sẽ kêu một tiếng, chạm mạnh nó sẽ hú nhảy con này. Đấy, coi nhá. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây, bình thường nếu các bác dùng bên này nó sẽ không kêu nhá, và đảo chiều như này nó sẽ kêu đây các bác. Đấy. Đấy. Hú rất là mạnh luôn. Đấy. Thì khi các bác dùng thì khi mình không muốn, mình muốn chỉ khóa bình thường thì mình sẽ dùng như này. Còn khi nào mình muốn chống trộm thì mình đảo chiều lại cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khóa chống trộm như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ổ khóa chống trộm như này. Cái này thì khá là tiện ích để cho các bác khi mà mình sử dụng trong công tác là phòng chống trộm cắp, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý. Có cho các bác là 3 chìa rãnh như này nhá. Có hẳn cho các bác 3 cái chìa rãnh như này luôn. Thì dùng nó rất là sướng. Đấy, các bác có thể là dùng để vừa chống trộm này, vừa là nhiều chìa thì mình phát cho mỗi người nhà mình, mỗi người một chìa. Đấy, để mình dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đây cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm. Khóa chống trộm này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 một chiếc nhá. 80.000 một chiếc như này. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ này. Đấy. Đây nó sẽ là một con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng của thương hiệu Rolex đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Có cả lịch các bác này. Đấy, đồng hồ này nó sẽ là đồng hồ, nó sẽ là cái dòng đồng hồ mà chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Đó, giá thì chỉ có 300.000 thôi. Con này đeo thì cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó, trang nhã lịch sự rất là đẹp, sang trọng nhá. Giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con điện thoại 4 SIM nhá. Đây nó sẽ là một con điện thoại như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 SIM luôn. 4 SIM nhá. Đấy, con này dùng rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em là xong này. Đấy, con này nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn pin này nữa nhá. Một cái đèn pin đằng trước này luôn. Bật nguồn lên, sau đó thì mình lắp SIM vào cho em. Lắp SIM xong thì mình lại tắt nguồn đi khởi động lại nhá. Lắp SIM vào sau đó thì tắt nguồn đi khởi động lại cho em. Đấy. Các bác này rất là ngon luôn nhá. 1 2 3 4 SIM này. Lắp cho em 4 SIM mà mình sử dụng nhá. Và đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin rất là sáng luôn. Cái này nó không phải là đèn LED bình thường đâu mà nó là một cái đèn pin rọi rất là rọi luôn, rọi rất là sáng nhá. Đấy, rọi rất là sáng luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Và con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, khi các bác không sử dụng nữa thì mình tắt nguồn đi cho em nhá. Tắt nguồn khi các bác lắp SIM vào xong thì mình tắt nguồn đi. Sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc và một cái ốp lưng luôn, một cáp sạc, một ốp lưng. Giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại một con điện thoại 4 SIM như này nhá. 450k. Lên cho em là điện thoại 4 SIM nhá. Điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450k nhá. 450k cho con điện thoại 4 SIM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái điều khiển cắm trực tiếp nhá. Bộ điều khiển cắm trực tiếp.
con này các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 nhà mình, sau đó thì các bác cắm quạt điện này hoặc các cái thiết bị khác qua đây, sau đó thì mình dùng cái điều khiển này từ xa đây. Đấy, mình sẽ tắt bật cho em và khoảng cách của nó sẽ là được một cây số nhá. Đấy, tức là điều khiển từ xa. Các bác có thể tắt bật bình nóng lạnh này, tắt bật quạt này, rồi máy bơm nước các thứ rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển từ xa giá sẽ là 290.000. Đó, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa giá sẽ là 290k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em là hút bụi gạo. Cái con này thì nó sẽ là đa di năng luôn, vừa là hút bụi, vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm này, vừa hút thảm luôn nhá, hút thường vừa hút thảm luôn. Con này thì hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, con này thì nó đang hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, sạc pin vào cho em, có cặn sẵn đốc sạc rồi, có sẵn dây sạc, các bác cắm vào củ sạc nhà mình thôi đó. Và nó sẽ vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm nhá, vừa là hút thảm, và nó sẽ có cho các bác là tia cực tím để diệt khuẩn trên thảm, trên giường nhà mình luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá, giá của nó sẽ là, lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy, hút bụi gạo này, đấy, hút bụi gạo giá sẽ là 250k, 250.000 cho con hút bụi gạo như này. Đây, đấy, nó sẽ là một cái dòng hút bụi như này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đa di năng luôn. Bên này thì vừa hút bụi vừa là diệt khuẩn luôn nhá. Đấy, còn bên này thì là hút bụi thông thường. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái cặp lồng con này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá, cặp lồng. Đấy, cặp lồng hay còn gọi là cà mèng. Con này thì hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Cái nắp này của nó thì có thể dùng làm bát ăn cơm luôn này. Đấy, một ngăn này, hai ngăn này và một ngăn to nhá. Con này thì có vừa là tính năng giữ nhiệt, vừa là các bác dùng để đựng canh riêu nhá. Đấy, nó sẽ có 3 ngăn này, con này 3 ngăn rất là tiện ích luôn. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, và có nắp làm bát được luôn. Đây, bằng inox 304 nhá. Hàng rất là xịn sò con bò luôn. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ cao cấp luôn. Dung tích của nó là 1,6 lít nhá, 1,6 lít. Gọi đi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con cặp lồng như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ổ điện xanh nhá. Lên mã giúp em là ổ điện xanh đây. Đấy, con này thì có công tắc đóng ngắt này, dây dài khoảng trên 1 mét này, có 3 cổng USB, có đèn báo này, 6 chân cắm luôn. Đó, nói chung là con này hàng đa di năng rồi. Công suất của nó là 10A 250V. Giá thì chỉ có cho các bác là 55k thôi. Lên cho em là ổ xanh này. Ổ xanh giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con ổ xanh như này. Rất tiện ích luôn các bác. 55.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái gắp nóng các bác nhá. Gắp nóng. Con này thì tươi dưới kia sẵn. Gắp nóng nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình gắp bát, gắp đũa này. Đấy, gắp bát, gắp đũa, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. À, xin lỗi các bác, là để mình lật bánh này, chiên rán cá này, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, tức là đồ nóng nhá. Đồ nóng thì các bác dùng mình gắp cái này rất là tiện. Giá sẽ là 30.000. Lên mã giúp cho em nó gắp nóng nhá. Gắp nóng giá sẽ là 30k. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. 30.000 cho cái gắp nóng như này, rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt, con này thì sẽ là 250.000. 250.000 cho một con bình mỏ vịt như này. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng giữ nhiệt. Đấy, giữ nhiệt này các bác này, giữ nhiệt 24 giờ này, dung tích của nó là 2 lít này. Lên cho em là bình mỏ vịt nhá. Giá của nó sẽ là inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn luôn, cầm rất là nặng và đầm tay nhá. Các bác có thể dùng để hãm chè này, pha trà, pha cà phê này. Đấy, và có nắp đậy như này các bác này. Rất là tiện ích luôn. Thì các bác xoáy cái nắp này vào đây cho em. Đó, và đến cái nấc này các bác nhấp này. Đấy. Con này thì hàng inox 304 thôi nhá. Inox 304. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, Su 304 này. Đấy, hàng có thương hiệu luôn. Lên mã giúp cho em là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt 250.000. Đấy, dung tích của nó là 2,5 lít cả vỏ nhá. 2,3 lít. À, dung tích con này chắc là khoảng 2 lít thôi bác nhá. 2 lít thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên xem là bình mỏ vịt 250.000 các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hàng Tết này. Thì sẽ có cho các bác là cái táo khô của Nhật nhá. Đấy, táo khô của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà này, hoặc là mình dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là hãm nước uống rất là ok nhá. Đấy, một bịch này là 100.000.
Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô nhá. Nho khô thì hàng này nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung đấy. Samsung của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là một cái bịch nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Đây. Chất lượng nho đều đẹp, màu tự nhiên. Màu tự nhiên nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, cái màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn. Chất lượng nho khô đều đẹp, màu tự nhiên rất là đẹp. Giá sẽ là 90k cho một cái bịch nho khô như này nhá. Đấy, nho khô 90.000, còn táo khô thì sẽ là 100. Đấy. Nho khô này thì nó sẽ là dòng của Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì cái bóng đèn 8 cánh này, bóng đèn 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000 cho một cái con bóng đèn 8 cánh này nhá. Hàng siêu sáng luôn. 195.000 các bạn ạ. 195.000. Công suất của nó sẽ là 200W. Con này 200W nhưng mà nó là đèn LED cho nên nó rất là sáng luôn. 195.000. Còn ngoài ra thì bên shop vẫn có cái dòng 6 cánh nhá. Đấy, à, dòng 5 cánh. 5 cánh thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho dòng 5 cánh các bạn. Còn con này thì của nó là 8 cánh rồi. 8 cánh này thì sẽ là 195.000 nhá. 195.000. Còn đây, cái con này nó sẽ là dòng 5 cánh đây các bạn này. 5 cánh đây, rất sáng luôn. Mắt của nó là mắt LED. Con này sẽ là 125.000 các bạn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi bằng điện nhá. Con này thì nó sẽ chạy bằng điện. Giá thì chỉ có 260.000 thôi. Cắm điện trực tiếp, điện 220V. Công suất của nó thì khoảng 700W, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, 700W nhá. Rất khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi bụi được luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có 260.000 thôi. Em giới thiệu qua thôi. Con này bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là tiện ích cho các bác dùng để mình hút thổi bụi rất là ok. Đấy. Đây. Đây, đáp vào xem cái này nhá. Vừa hút vừa thổi bụi được luôn. 260.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng dầu gội đầu của thương hiệu Clear nhá. Dầu gội đầu của thương hiệu Clear. Dòng này thì nó sẽ là của thương hiệu Unilever này. Đấy, Unilever đây các bác này. Đấy. Logo của Unilever đây. Hàng chính hãng luôn nha. Và sản xuất ở Thái Lan luôn. Hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan con này. Đây, Bangkok, Thái Lan. Hàng này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Nam nữ đều dùng được cả nha. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu trắng này. Màu xanh và màu trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nha. Đấy, 90k. Đấy, 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì nó sẽ là vào khoảng là 150. 140-150 mà hàng chỉ là hàng sản xuất ở Việt Nam thôi. Còn hàng này hàng sản xuất của Thái Lan thì các bác biết rồi. Hàng của Thái Lan là nó cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, dung tích của nó thì nó vào khoảng là gần nửa lít, 450ml này. Đấy, gần một nửa lít luôn. Đấy, lên mã xem là dầu gội đầu Clear. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm dung dịch nhá. Giá sẽ là 30.000. Con này thì các bác chỉ cần lắp đầu dây này vào, sau đó thì mình dùng để bơm hút nước này. Hút nước, hút dầu, hút mỡ rồi rượu, chè rồi nói chung là các loại nước là các bác hút được hết nhá. Bơm dung dịch. Giá sẽ là 30k cho một cái bộ bơm dung dịch này các bác nhá. 30.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu nâu và màu đen nhá. Màu nâu và màu đen. Mặt thì nó sẽ là như nhau thôi. Mặt hàng mặt đúc liền thân nhá. Mặt đúc liền thân như này. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Đấy, mặt thì nó sẽ là mặt đúc liền như này các bác này. Mặt đúc liền như này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì sẽ là 190.000. Chất liệu là da bò tự nhiên. Con này thì nó sẽ là da nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng luôn, da bò nguyên miếng tự nhiên luôn. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa khò ga ra mình đốt thoải mái cho em luôn nhá. Đốt nó chỉ có sun mà thôi chứ không bao giờ nó cháy nhá. Đấy. Và con này của nó thì nó cũng là dòng da tự nhiên cho nên là cắt theo miếng này. Đây nhá, em sẽ đo cho các bác xem. Nó sẽ có cái dài cái ngắn và độ dài của nó thì thấp nhất là khoảng 1m1 và dài nhất nó sẽ khoảng 1m3. Đấy đây. Đấy, hai cái này nó sẽ có cái độ dài ngắn khác nhau như này các bác này. Đấy. Thì cơ bản thì nó đều là từ khoảng 1m1 đến 1m3 nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ đây. Hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Đấy, made in USA các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, made in USA. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Thắt lưng da bò nha, lên cho em thắt lưng da bò. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Và mặt của nó là mặt đúc liền nguyên khối như này. Và hàng con lăn rất là dễ sử dụng luôn. Hàng con lăn như này rất là dễ sử dụng và tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái ví da bò nhá.
ví da bò thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhé, màu đen và màu nâu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, 100% da bò đây. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Các bác cứ dùng máy lửa mình đốt thoải mái cho em, nhưng tránh đốt vào cái phần chỉ khâu này là được. Giá thì chỉ có cho bác là 120.000 thôi. Đấy, thắt lưng thì sẽ là 190.000 nhá. Thắt lưng 190k. Đấy, còn ví thì sẽ là 120k. Đấy, 120.000 nhá. Ví là 120.000. Đấy, các bác lấy thắt lưng thì lấy, mà lấy ví thì lấy, mà lấy combo cũng được. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhé, bộ lưỡi kem. Bộ này thì nó sẽ combo cho bác là khoảng từ 30 đến 35 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản thấp nhất là nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái đấy, có cho các bác là bộ 30 lưỡi luôn. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem như này. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và khoảng 30 lưỡi. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần trong quanh năm luôn. Đó, một cái hộp kem như này này các bác massage mình cạo cho nó khỏi bị rát này. Đấy, cho nó trơn tru này. Đấy, và lưỡi của nó là lưỡi kép như này nhá. Lưỡi kép như này. Thì combo cho các bác luôn, 30 lưỡi này, 30 lưỡi một bàn cạo. Đấy, khoảng 30 lưỡi một bàn cạo, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60.000. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần quanh năm ngày tháng luôn nhá. Đấy, dùng dần cho em quanh năm ngày tháng mới hết nhá. Đấy, quanh năm ngày tháng mới hết luôn. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem, cả lưỡi cả kem luôn, cả lưỡi cả kem và bàn cạo luôn, giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm của Thái Lan, đó là kẹo chuột Thái Lan nhá. Lên mã giúp cho em là kẹo chuột Thái Lan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã như này, giá của nó sẽ là cái mã này của nó, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, 30.000. Hàng này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Con này dùng siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi các nhá. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì rất là tốt, chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột thế này thôi. Dùng rất là tiện ích luôn. 30k nhá. 30k cho một lọ kẹo chuột này. Dùng rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình diệt chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng đều được hết nhá. Các bác chỉ cần giải ra thôi. Đấy, cái màu của nó là màu hồng nhá, nó sẽ thu hút con chuột mà nó kéo cả đàn lên ăn luôn, chết cả đàn luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ là nhiều màu như này. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, nam nữ đều đi được cả nhá. Và dép này nó có cái độ giãn nhá, độ giãn cho nên là các bác đi trong nhà rất là ok. Giá sẽ là 35k nhá. Mùa đông này các bác mua lấy 4-5 đôi này, cho mỗi người một đôi để mình đi trong nhà, mỗi người một màu, em sẽ nhặt đủ màu cho các bác luôn. Đó, thì các bác dùng để đi trong nhà, thứ nhất là ấm chân này, có thể thay tất được luôn. Đấy, chất liệu của nó là nhung này, rất là ấm luôn nhá. Đấy, và cái này của nó là bằng xốp nhá, rất là nhẹ, bằng xốp rất là nhẹ và nó khâu dán rất là kỹ luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi. 35k. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái băng keo trong nhá. Băng keo trong hai mặt này. Con này thì các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này, rồi dán các loại vật thể khác đều ok hết. Giá sẽ là 25k cho một quận như này. Chiều dài của nó khoảng 5m và bản của nó là 2cm. Các bác bóc ra nó băng keo trong này, các bác có thể dán lên nền gạch này, nền đá hoa này, nói chung là dán đa chức năng được luôn. Đấy, để mình dán ổ điện hoặc dán các cái vật thể, hoặc là ổ wifi các thứ, hoặc là các cái vật thể nào mình cần dán lên tường thì mình dán lên cho em. Bóc ra dán vào rất là tiện ích luôn. 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy tóc của thương hiệu Philips này. Công suất của nó là 3000W. Con này chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó, gió rất là mạnh. Đấy, con này thì chức năng của nó chính là sấy tóc nhá. Chức năng chính của nó là sấy tóc, nóng rất là nhanh luôn và sấy rất là ngon. Đấy, có hai cấp độ, một cấp độ gió và một cấp độ nóng này. Đó, gió mạnh và nóng mạnh nhá. Đấy, cắm điện cực kỳ là ngon, sử dụng điện 220V. Đấy, công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái con máy sấy tóc Philips này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Đây nó sẽ là một con cốc rất là tiện ích như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trực tiếp để mình pha trà, pha cà phê, pha các loại ngũ cốc đều ok hết nhá. Về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích, ở đây nó có hạt natrium từ trường này. Các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 9k thôi. Lên mã giúp cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000. Đó, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con một cốc tự khuấy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng như này.
Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành nhá. 50 cành thôi. Đấy. Nắp của nó sẽ là nắp như này rất là ngon này, con này. Và bộ của nó là 5 khay, khay to nhất đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 18 cm nhá. Khay to nhất đường kính là 18 cm các bạn. Đấy, to nhất là đường kính 18 cm. Em gọi là siêu mỏng thôi nhưng mà nó cũng khá là dày dẫn và cứng cáp nhá. Đấy, khá là dày dẫn và cứng cáp này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 50 000 thôi. Các bác có thể dùng đây, đậy nắp này. Đấy, đậy nắp này rất là tiện này. Đấy, đây là con này to nhất này. Ngoài ra thì con nào cũng có nắp hết. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, chế biến đồ ăn các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bỏ tủ lạnh đều rất là ok nhá. Em gọi là hàng siêu mỏng tại vì nó cũng vừa, không dày quá cho nên các bác mua các bác cũng yên tâm. Không đến lúc các bác lại chê đến thì các bác chê mỏng thì nó mất công. Giá thì rất là hợp lý rồi, chỉ có 50 cành thôi. Đấy, lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhé, 50.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng V-Ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo bán theo combo nhá. Đấy thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000. 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá. 140. Đấy, các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ. Và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá. Từ 2 gói trở lên chứ còn 1 gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không. Đây, rất là dai giấy luôn nhá. Dùng nó rất là thích luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình ăn cơm, ăn nước, rồi có cỗ, có bàn, rồi thịt gà, thịt cá các thứ nhá. Gà, cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn. Giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Đó, rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k trên một bịch này nhá. 10k trên bịch này và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10k nhá, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này. 80k còn một thùng của nó. Một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy, còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá. Đủ màu xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy, nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000. 36.000 đồng nhá. Korea này. Đấy. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này. 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó hoặc là nói chung là dùng đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000 và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy này ra đổ dầu vào đây. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này, đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá, 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo ba món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này. Bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó.
Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này, thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoái cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này, hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Nhưng mà đây combo cho các bác 3 cái món, một bộ 3 cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Các bác lên cho em là máy sấy giày. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, sẽ là một con máy sấy giày rất là ngon này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220 vào cho em. Đây, con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng thì mình sấy giày rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy đi em, nó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000, 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì công suất của nó sẽ là power của nó là 1500W này, 2.5L và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá, Cúc Cu của Hàn Quốc. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá. Dung tích cực khủng luôn, 2.5 lít tha hồ thoải mái các bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1500W, điện 220V. Đấy, và 50Hz, 2.5 lít nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này. Đấy, 4 lạng chè. Giá là 130.000. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con bình trà inox như này, lên cho em là bình trà inox nhá, bình trà inox. Bình trà inox này, bình trà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng. Giá của nó sẽ là 130.000. Còn có con 2 lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá. 2 lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng easy fork như này luôn nhá, easy fork như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất là to luôn các bạn, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu như này, lẫn màu này các bạn. Đấy, thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy. Kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Không có ở đâu bán giá rẻ thế này đâu các bạn. Các bác mua một cái khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20 đến 30 nghìn rồi. Đấy, và đây một cái khăn tắm to đẹp như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Rất là to luôn, 40 nghìn, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy bàn là mini nhá. Công suất của nó là 700W này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy. Con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn. Các bác chỉ cần tháo cái nắp này ra,
cho hơi nước vào đây, đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra, nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn. Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này. Thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy. Khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to. Và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này. Tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này. Và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá. Một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng. Đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một em cặp như này thôi. Rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó decor trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn cho các bác một cái nơ này luôn và các bác rút cái bấc này ra. Đấy. Rút cái bấc này ra, các bác cắm cái lọ này cho em, cắm cái lọ này là cái bấc này nó sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn. Và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn. Rất là thơm luôn. Đây, hotel quá này. Đấy. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá thì chỉ có 30k thôi. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật. Rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó các bác nhá, để cho quân đội của nó. Chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây. Và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80cm. Đấy, rất to, rộng rãi và đẹp luôn. Một cái con võng dù như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi. Rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá. Vải dù thoáng khí, dệt 4D nhá. Dệt 4D thoáng khí. Các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp. Màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về các mã hàng. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em bên cho bác đó là cái massage chân các bác nhé. Đấy. Cái này các bác gọi là massage chân được mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này. Và nó sử dụng bằng cả là bằng điện. Và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy. Nút màu đỏ này là nút bật nguồn này. À, nút dấu cộng này nó bật nguồn, nút dấu trừ này nó tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây cho em, lắp vào hai cái mắt này. Và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ?
các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thảm massage, massage chân thôi, massage chân này, massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ, mạ chrome, sáng bóng đẹp, vừa bền đẹp, vừa chắc chắn. Và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 cho một bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 rồi coi nhá. Đấy mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Đó. Các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn, lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120-150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái led pháo hoa nhá. Led pháo hoa. Đây, đấy. Nó rất là đẹp luôn. Các bác lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180k cho một bộ led pháo hoa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Lắp lên nó sẽ như này này. Rất đẹp luôn, nghe thấy không? Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ led pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy. Rất tuyệt vời luôn nhá. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nhá. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 1 2 3 4 5 mũi như này. Một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. 1 2 3 4 5 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen rất là tiện ích luôn. Mũi khế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường này. Giá thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? À, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ xa bôi trĩ các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem
dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem chỉ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k. Cái này thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị chỉ nội chỉ ngoại, co bố chỉ, xa bố chỉ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy, thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Đấy. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhá. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhá. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Đấy. Dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy. 6 cái chén này các bác này. Đấy. Đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này, bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn và có cả bình đựng chè luôn nhá. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá. Có cả bình đựng chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó, ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ khăn rồi giấy lau này, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn, hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây, Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g, Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, đây, đấy. Chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá, kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu, cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy thì hàng không có niêm phong đâu. Không, nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong vậy nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, Made in Korea nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000, hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà. Đấy. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhá. Không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con bình như này. Đó, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Giá sẽ là 15k. 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Đó, con này thì rất tiện ích các bạn. Các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok.